Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 214. Chương 2131, Lương Thời Đệ Nhất. Sau khi tán gẫu cùng Tiết Nhữ Thạch, Khương Vọng mới hiểu được một việc, vị trí chủ khảo quan khảo Nam Cương đã được xác định là Sư Minh Trình. Tô Quan Danh và Sư Minh Trình, một người là Triều Nghị Đại Phu, người còn lại là Thống Soái Cửu Tốt, hợp tác chặt chẽ, đồng tâm cai trị hạ. Nhưng giữa họ cũng khó tránh khỏi việc cạnh tranh. Hai người đều là nhân vật cao tầng bậc nhất của triều đình Đại Tề, cùng đi theo quan đạo, lại nắm quyền lực. Luôn có tin đồn quan khảo sẽ được triển khai ở Nam Cương, nhưng mà sở dĩ không có chi tiết cụ thể hơn truyền ra là bởi giữa Tổng đốc Nam Hạ và Quân đốc bất đồng ý kiến. Tô Quan Danh và Sư Minh Trình đều có lợi ích riêng, dưới nhận thức chung là thúc đẩy quan khảo Nam Cương, lại có không ít quan điểm bất động, cho nên mới gây nên việc trì hoãn tiến trình quan khảo. Thân phận Tổng đốc Nam Hạ đương nhiên có ưu thế. Trọng tâm của Sư Minh Trình lại khác, so với việc nắm bắt toàn bộ quá trình quan khảo tầng tầng lớp lớp, hắn ta nghiêng về nắm lấy vị trí quan chủ khảo hơn. Trong thời gian qua lại, hai vị đại nhân vật này không ít lần âm thầm đấu đá. Nhưng hôm nay Tô Quan Danh thuận tay liền đem vị trí quan chủ khảo này giao cho Khương Vọng, có thể nói là đã thắng Sư Minh Trình một nước. Nếu Sư Minh Trình vì vậy mà nổi lên bất hòa với Võ An Hầu đang thế mạnh này, vậy thì chẳng còn gì tốt hơn. Nếu như Sư Minh Trình nhịn lần này, nàng ta lại càng không mất mát gì. Quân đốc mất, tổng đốc không mất, nàng ta vẫn thắng. Cũng không thể nói rằng Tô Quan Danh coi Khương Vọng như cây thương. Chịu trách nhiệm quan khảo Nam Cương lần này, lợi ích đối với Khương Vọng trên quan trường Tề Quốc là vô cùng lớn. Nếu như làm tốt, gần thì đối với Nam Cương có lợi ích cực lớn, hắn đã có thể hợp tình hợp lý thò vào một đôi đũa, lúc nào cũng có thể ăn ngấu nghiến. Xa thì trong tương lai nếu hắn muốn vào binh sự đường hoặc chính sự đường, những môn sinh hiện tại tạo quan hệ cũng có thể trở thành sự ủng hộ mạnh mẽ. Bất luận mục tiêu là làm soái hay làm tướng, vẫn luôn cần có người ủng hộ lý tưởng chính trị của người. Chỉ là nếu sớm biết như thế, Khương Vọng thế nào cũng sẽ không đồng ý với Tô Quan Danh. Mục đích hắn đến Nam Hạ thật ra rất đơn thuần, một là liêm thị đại yến, hai là dốc lòng tu hành. Hoàn toàn không có ý muốn bị cuốn vào cuộc cạnh tranh quan trường Nam Cương, nếu thật sự muốn lăn lộn quan trường, hắn đã sớm lăn lộn ở Lâm Chi, cần gì đợi đến hôm nay. Đương nhiên, có lẽ trong mắt những người khác, đối với quan trường đã gần như ổn định ở đất Tề, Nam Cương lại là một mảnh đất chưa khai phá. Võ An Hầu tỏa sáng hào quang trong trận chiến Tề Hạ, lựa chọn thời điểm hiện tại để đến Hạ, vừa vặn là hành vi nhạy bén về chính trị. Nga cả Tiết Nhữ Thạch, quả thật cũng nghĩ như vậy. Nếu không cũng sẽ không tích cực đến báo danh sớm như vậy. Khương Vọng vừa đến, Nam Hạ, liền lấy được vị trí chủ khảo quan khảo lần này, ra tay nhanh ổn chuẩn như vậy. Không thể không khiến người khác tin chắc rằng hắn là đến chia phần Nam Hạ. Ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ, nổi danh thiên hạ, đến Nam Hạ chỉ là để tĩnh tu, lời này nói ra ai mà tin. Có một số việc càng giải thích lại càng không rõ, Khương Vọng dứt khoát không giải thích nữa. Chỉ là cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, sai người đưa đến nơi trú quân của Đông Tịch Quân ở Phủ Trường Lạc. Bất kể Sư Minh Trình nghĩ như thế nào, thái độ của hắn đã tỏ rõ. Nếu không phải sợ không có chỗ xoay chuyển, hắn thậm chí còn muốn tự mình đến cửa bái phỏng. Chỉ cầu những vị tổng đốc, quân đốc này đừng có tùy tiện lôi hắn vào trong phiền toái. Sau khi Tiết Nhữ Thạch rời đi, hôm sau Cố Vĩnh cũng tới cửa bái phỏng. Hắn ta có tu vi ngoại lâu cảnh, sau khi chiến trường Mân Tây kết thúc, lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng muộn hơn Tiết Nhữ Thạch, lập công cũng ít hơn nhiều so với Tiết Nhữ Thạch, cho nên sau khi chiến tranh kết thúc chỉ là một vị thành chủ. Bây giờ đương nhiên cũng muốn tiến thêm một bước, Cố Vĩnh cũng không phải là người cuối cùng. Những hàng tướng mà trước đó hắn và Trọng Huyền Thắng tiếp nhận ở đất Hạ, cơ hồ đều lần lượt đến cửa bái phỏng. Lịch sử nhục nhã bị Khương Vọng nâng kiếm ép đầu hàng trước đó, bây giờ ngược lại đã trở thành vinh huân rồi. Ta là bị Võ An Hầu tự mình đe dọa. Ta lúc tháng riêng đã cải tà quy chính, đầu hàng Võ An Hầu. Cứ thế, tiếng động càng lúc càng lớn, cho nên nói đây chính là một trong những phiền toái của quan đạo. Mỗi người đều có nhu cầu lợi ích của mình,
người có thể tiến lên vùn vụt trên quan đạo, nhất định phải cân bằng tốt quan hệ lợi ích ở mọi mặt. Thứ gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Mặt khác, nếu gà chó không thể theo ngươi thăng thiên, lại dựa vào đâu mà phải giúp ngươi? Giữa những người luân phiên đến bái phỏng, thuộc cấp của sư Minh Trình cũng tới một lần. Chỉ là không nói gì khác, chỉ tặng một phần lễ vật, nói là chúc mừng phủ Vũ An Hầu ở Lão Sơn hoàn thành. Ý tứ quả thật tương đối rõ ràng, vị thống soái Đông Tịch quân cao lớn thô kệch, hướng đến hình tượng tính nóng như lửa này. Hoàn toàn tán thành việc Khương Vọng đảm đương vị trí chủ khảo quan khảo lần này, đối với việc này cũng không có bất mãn gì. Đương nhiên trong lòng hắn ta nghĩ thế nào, người ngoài không biết được. Ít nhất đối với bên ngoài, chuyện này đã nhẹ nhàng trôi qua. Hầu phủ này của ngươi thật là náo nhiệt, mấy ngày qua ngưỡng cửa đều sắp bị người ta phá nát rồi. Liêm Tước cười nói, lúc này y đang rèn. Khương Vọng đặc biệt sai người ở trong vườn tạo cho y một viện nhỏ để luyện binh khí, mọi tượng lô, ma sát thạch, thiết trùy vân. Mặc dù không có phẩm chất tốt bằng ở Liêm Thị Nam Giao, nhưng cũng đầy đủ, trừ ma ở bên cạnh làm cái cột. Lò lửa đốt cháy, xung quanh nhiệt độ cũng rất cao, trên người, trên mặt tiểu tử đen gầy không ngừng đổ mồ hôi, lại không nhúc nhích. Khương Vọng dùng một cây gậy, gõ gõ cánh tay của hắn ta, gõ gõ chân của hắn ta, quy phạm tư thế làm cột của hắn ta. Miệng nói, vốn muốn đến Nam Hạ để thanh tịnh một chút, không ngờ rằng cũng không thể. Nhân vật chạm tay có thể bỏng giống như ngươi, sao có thể thanh tịnh? Ngươi đi đến chỗ nào, chỗ đó liền trở thành trung tâm vòng xoáy. Giống như khối sắt này, Liêm Tước tiện tay dùng gắp dài gắp lên khối sắt nung đỏ. Ném khối sắt vào thùng nước, phát ra tiếng vang xèm xèo kịch liệt, cháy đỏ như vậy, sao có thể yên lặng? Đợi quan khảo lần này kết thúc, ta liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Khương Vọng vừa nói, lại hỏi, nghiên cứu nhiều ngày như vậy, đã nghiên cứu ra điểm gì đó chưa? Ta sớm đã nói, Liêm Thị Đại Yến đã sớm không còn nữa rồi. Gì mà truyền thừa, gì mà vinh dự, đều đã là hư không. Liêm Tước thật ra rất rộng rãi, nước ly đàm rất thích hợp để nhúng lửa. Có thể nói là một trong những loại nước nhúng lửa thích hợp nhất, và lại ở nhiệt độ khác nhau khi nhúng xuống sẽ có phản ứng khác nhau. Tìm được thứ này, ta đã lời rồi. Khương Vọng bĩu môi, còn muốn xem ngươi một bước lên trời nữa đó. Thức tỉnh chuyển thế thân gì gì đó, tạ ai kia của Tuyết Quốc, còn trực tiếp trở thành Đông Hoàng. Liêm Tước cười to, ta cũng nghĩ như vậy mà. Tiếc là đời trước thiếu nỗ lực, không có an bài tốt như vậy. Vậy thì đời này cố gắng một chút, vì đời sau cố gắng. Khương Vọng gõ trán trừ ma, trầm tâm tĩnh khí, đừng phân tâm. Muốn một đứa trẻ 9 tuổi hiếu động tĩnh tâm đứng thẳng, chính mình lai ở bên cạnh lắm mồm, ngoài ra còn có tiếng rèn sắt binh binh chen chen, đúng là có hơi làm khó người. Nhưng trừ ma chịu đựng rồi lại chịu đựng, không hề than khổ. Liêm Tước lại nói, nhưng mà từ sau trận chiến Tề Hạ, ta tu hành nhanh hơn rất nhiều, không biết có liên quan đến Liêm Thị Đại Yến hay không. Lần đó ngươi trấn họa thủy, nhìn thấy gì? Khương Vọng trầm ngâm nói, ta thấy ảo ảnh Ly Vẫn đầu rồng thân cá, khóc lóc bi thảm, giống như trong truyền thuyết vậy. Ta từ trên mảnh mệnh bài của ngươi cảm nhận được trách nhiệm và gánh nặng mà Liêm Thị Đại Yến phải chịu. Tốc độ tu hành của ngươi nhanh lên, đại khái có liên quan đến phần trách nhiệm và gánh nặng mà mệnh bài của ngươi phải chịu. Liêm Tước suy tư, ta đây có phải nên đi họa thủy thử một chút? Dù sao thì cũng chờ sau khi thần lâm rồi hãy nói. Thần lâm, nào có dễ như vậy? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao? Liêm Tước chán nản gắp khối sắt ra, ném lên trên cái đe, lại hỏi, trừ ma, ngươi có thể thần lâm sao? Đương nhiên có thể. Trừ ma mặc dù không hiểu thần lâm là gì, nhưng mà vẫn lớn tiếng đáp lại. Vừa nói xong, sức lực liền thoát ra ngoài, đứng không vững, đặt mông ngã trên mặt đất. Liêm Tước cười to, trong thân thể như có lò lửa sôi trào, cầm đại chùy lên, đập xuống. Keng, khối sắt bỗng nhiên thành đĩa sắt. Rèn sắt, luyện đan, nấu ăn đều là những việc phải chú ý đến nhiệt, độ lửa, làm người cũng như vậy. Ngươi đã từng đi qua đường tối chưa? Ý ta là, một con đường nhỏ bốn bề vắng lặng, không có đèn, không có trăng, không có âm thanh, ngươi nhìn về hướng nào cũng đều tối tăm. Ngươi nói, nó giống thứ gì? Nữ nhân lên tiếng ngồi trên ghế, dáng người rất đoan chính. Giọng nói lại run rẩy, như đang lạc đường. Giống như một con quái thú đang há ra cái miệng khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng ngươi. Chính nàng ta trả lời. Nàng ta nhẹ nhàng búng tay,
một đốm lửa nhỏ liền bay vào tẩu thuốc. Chiếc tẩu màu đen được chiếc miệng trắng như ngọc của nàng ta ngậm lấy, có một loại tương phản kỳ dị, đặc biệt xinh đẹp. Nàng ta nhanh chóng hút mấy hơi, nhả ra mấy hơi khói thuốc. Phù, nàng ta phun ra một ngụm khói thật dài. Dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Không không không, ngươi không có sức mạnh, ngươi chỉ là một người bình thường. Một người không có khả năng chống lại bóng tối, một mình đi trên đường tối. Vừa lúc phía trước có một đám 5-6 người đàn ông cường tráng hô hoán đi tới, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi có sợ hãi hay không? Nàng ta nhả ngụm khói tỏa ra. Ngay sau đó, đối diện xuất hiện một nam nhân có gương mặt phù thủng, hơi béo. Trên khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, không đúng, vì sao phải đi đường đêm chứ? Vì sao phải đi đến nơi không người chứ? Có thể về nhà sớm một chút. Nam nhân mở rộng hai tay, bị một sợi dây thừng cột đứng vào trên cột gỗ, không thể động đậy. Nữ nhân lại hút một ngụm khói, nhìn y phục trên người nam nhân một cái. Ngươi có từng gặp phải tình huống phải đến đêm khuya mới bắt đầu làm việc không? Ngươi có từng không thể mua nổi nhà ở nơi phố phường phồn hoa, chỉ có thể đến nơi ngoại thành thưa người không? Ngươi có từng ở qua loại lều tranh vách đất, chỉ có một cánh cửa lung lay, chỉ cần đẩy nhẹ, sẽ rơi xuống hay không? Ngươi có từng trải qua những thứ đó không? Không. Nam nhân lắc đầu, không có. Cho nên ngươi không thể hiểu được. Nhưng loại tình huống này chỉ là thiểu số chứ. Người đứng đắn ai lại nửa đêm mới bắt đầu làm việc? Ặc, ý của ta là, chúng ta phải chấp hành lệnh cấm đi lại vào ban đêm, buổi tối cũng không được ra ngoài. Ngươi là một nhân tài hiếm có. Ta thật lòng suy nghĩ vì dân chúng. Được rồi, vừa rồi ta nói có hơi không thiết thực. Đó không phải là một con đường nhỏ không người, đó là một con đường lớn ồn ào. Đó không phải là đêm tối không trăng, mà là cảnh xa hoa trụy lạc. Cũng không phải không ai nhìn, gần đó có rất nhiều người qua lại. Lúc này có thể nhìn thấy mặt của nữ nhân. Nàng ta dùng một vòng ngọc buộc tóc, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách, xinh đẹp nhưng lại có chút cảm giác chán đời. Nàng ta gõ gõ tàn thuốc, nhưng mà ngươi không có sức mạnh là thật, đối diện có đám người đi tới kia cũng là thật. Sau đó, mọi chuyện xảy ra, ngươi bị ăn luôn, cũng là sự thật. Sao, sao có thể như vậy? Vẻ mặt của nam nhân thực miễn cưỡng, trước mặt mọi người, sao lại có thể như thế? Triều đình sẽ không cho phép yêu tà hoành hành. Đương nhiên, đương nhiên. Nữ nhân gật gật đầu, nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉm lễ phép, chính thức làm quen một chút. Ta họ Triệu, tên là Triệu Tử. Tử trong lương thì đệ nhất. Đúng, chỉ có một chữ. Ta tên là Trần. Tốt lắm, Tiểu Trần, rất vui khi biết ngươi. Nữ nhân tên Triệu Tử nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hầu kết của nam nhân lên xuống một chút, xin. Xin cứ hỏi, ngươi cảm thấy thế giới này có công bằng không? Nam nhân còn thật sự suy nghĩ một chút mới trả lời, rất công bằng. Nam cày nữ cấy, cùng nhau thu hoạch. Nữ nhân hút thuốc có chút đăm chiêu, hôm qua vì sao ngươi lại đánh nàng kia một bạt tai vậy? Ta chỉ đùa với nàng ta một chút, nàng ta vậy mà mắng ta. Nam nhân bây giờ nhớ đến, vẫn còn cảm thấy giận dữ, đại nhân. Ngài nói thử xem, ta có thân phận gì, nàng ta có thân phận gì. Đương nhiên, ta cũng có chỗ không đúng, ta có thể giải thích với nàng ta. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, cho nên mới nói, thế giới này không công bằng, nhưng người có sức mạnh sẽ không cảm thấy như vậy. Sao có thể như vậy? Thế giới này thật công bằng. Sức mạnh của ta, cũng là ta vất vả tu luyện mới có. Tốt. Nữ nhân nở nụ cười, cảm ơn ngươi đã giúp ta giải thích nghi hoặc. Không cần khách khí. Vị đại nhân này, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì đó không? Cha ta là tri phủ Giang Vĩnh. Nữ nhân không nghe hết. Dập tắt thuốc, từ trên ghế đứng dậy, tư thái thướt tha đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu, đốt cháy hắn ta. Đốt khoảng 12 canh giờ đi. Nam nhân họ Trần hô to, không, đừng, đại nhân, chuyện gì cũng từ từ, điều kiện có thể bàn bạc. Nhưng nữ nhân đã rời khỏi nơi này. Nơi này là một ngôi miếu đổ nát, răng đầy mạng nhện, tượng thần không biết đã rơi mất trong mắt lúc nào, trống rỗng nhìn về phía trước. Lỗ tai cũng rớt mất một nửa, cho nên đại khái không nghe được lời cầu nguyện. Không biết từ đâu có ba người đi vào, ăn mặc như người đánh cá, bán hàng rong, bốc vác. Vây quanh nam nhân đang bị trói trên cột gỗ tính toán một chút, sau khi tính toán cẩn thận xong, bắt đầu thoa lên người nam nhân một loại dầu màu trắng.
Làm gì? Làm gì vậy? Dựa vào đâu chứ? Nam nhân bị trói trên cột gỗ liều mạng giãy giụa, các ngươi muốn thứ gì? Tiền sao? Ta có thể cho rất nhiều. Công pháp, binh khí, nữ nhân, các ngươi muốn thứ gì? Người đánh cá và bốc vác không hé răng. Người mặc đồ như người bán hàng rong thản nhiên nói, là lúc cho ngươi thấy rõ bộ mặt thật của thế giới này. Bộ mặt thật gì? Thế nào là bộ mặt thật? Ta đã làm gì mà các ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nói đi, các ngươi nói đi, nữ nhân kia sao? Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm tục, ta lại là tu sĩ siêu phàm. Chẳng lẽ các ngươi lại để ý phàm nhân như vậy? Nhưng mà, ta cũng không hề giết nàng ta vẫn sống tốt. Ngay cả có tội của ta cũng không phải tội chết, ta có tội gì đáng chết. Bất luận hạ luật, tề luận, tam hình cung luật, ta đều không đáng tội chết, các ngươi phải làm theo luật. Các ngươi làm gì, đừng bôi lên người ta, các ngươi dừng tay. Thế này không công bằng, không công bằng. Ngươi trả lời. Người mặc đồ bán hàng rong, một tay che lại miệng hắn ta, làm cho thứ hắn ta phát ra chỉ còn là những tiếng ô ô ô. Tay kia thì dùng dầu màu trắng bôi lên mặt hắn ta, chậm rãi nói, không công bằng, chính là bộ mặt thật của thế giới. Sau khi cẩn thận bôi dầu xong, hắn ta lấy ra một miếng vải bố, bắt đầu chùi sạch tay mình. Sau khi chùi sạch hết 5 ngón tay, mới ném miếng vải bố trắng lên mặt nam nhân kia. Tay hắn ta chỉ nhẹ nhàng búng một cái, một ngọn lửa nhảy ra, dầu trên người nam nhân bắt đầu thiêu đốt. Sau đó ba người liền nối đuôi nhau ra ngoài. Người mặc đồ bốc vác đi cuối cùng, còn chi kỷ đóng lại cửa miếu. Để lại tiếng than khóc của người phủ Giang Vĩnh kia, ở lại trong ngôi miếu đổ nát này. Sẽ không khiến hắn ta chết cháy chứ? Sao có thể? Ta tính phân lượng vừa đủ, nhất định có thể đốt tròn 12 canh giờ. Ta mới thấy ngươi, hình như bôi nhiều một chút. Phải không? Đúng thế, ta cũng thấy thế. Cũng không phải mỗi mình ta bôi, các ngươi đều bôi mà. Nhưng mà chúng ta bôi lượng dầu đều rất chuẩn. Ta cũng rất chuẩn. Nếu các ngươi không tin, liền đợi ở đây, ít hơn hay nhiều hơn một khắc đều là trách nhiệm của ta. Thôi đi, người kỳ cục. Không phải, hiện tại nói người kỳ cục. Cao đốt xác này không phải là do ngươi nghiên cứu ra sao? Quân tử xa nhà bếp, ngươi có hiểu hay không? Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, thế giới công bằng sẽ xuất hiện sao? Không biết là ai đang hỏi. Đương nhiên, không biết là ai đáp lời. Chương 2132, Mặt trời chiếu hổ đài. Ngoại thành Quý Ấp, có một danh thắng, tên là Hổ Đài. Xưa kia Dương Lăng Hầu Tiết Xương và Nghiễm Bình Hầu Ly Phục tranh đạo ở đây, lần đó dẫn đến muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng Hổ Đài hiện tại chỉ là một mảnh đất vàng. Hổ Đài ngày thường thật ra không hề được mở ra. Bởi vì phía dưới Hổ Đài chính là Tư Huyền Địa Cung đại danh đỉnh đỉnh. Lúc đó Đại Hạ cường thịnh, công khanh cả triều, từng có một nửa đều từng cầu đạo ở Tư Huyền Địa Cung, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Nhìn một cách khái quát, nó tương tự như học cung Tắc Hạ của Tề Quốc. Tổng đốc phủ Nam Hạ lần này chính thức mời quan khảo Nam Cương dự họp, quan khảo cuối cùng liền cử hành tại Hổ Đài. Toàn bộ người muốn làm quan ở Nam Hạ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện cơ bản, đều tham dự lần quan khảo quy mô lớn này. Quan khảo gồm có 3 cấp, thi thành, thi phủ, thi quan. Cuối cùng đi đến Hổ Đài, tổng cộng có 300 người. Có thể đi đến một bước này cũng đã là nhân tài khó có được. Cho dù lần này thi có kém, cũng sẽ kiếm được một chức quan. Trong số 300 người này, sẽ xét duyệt từ trên xuống dưới, tìm ra 10 quận trưởng cho 10 quận Nam Hạ. Nam Hạ vốn có 21 phủ, nhưng trong trận chiến Tề Hạ, biên quân phủ Cẩm An ý chí kiên cường, các lộ Tề quân công phá nhiều lần không được. Đợi đến khi quyết chiến thành Đồng Ương kết thúc, thành Quý Ấp bị phá, biên quân phủ Cẩm An e ngại Tề quân trả thù, cho nên đầu hàng Lương Quốc. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói với bên ngoài. Cao tầng của Tề Quốc như Khương Vọng đương nhiên biết rằng đây vốn là điều kiện để Lương Quốc kiềm chế Đông Nam Hạ Quốc. Lương Quốc tuyệt đối không nhỏ yếu, Khang Thiều lúc xưa có thể thành công phục quốc, còn có thể từ từ khôi phục nguyên khí ngay trước mắt Hạ Quốc, luôn luôn giữ thái độ cứng rắn, đây đã là minh chứng cho sức mạnh. Một là do có Kiếm Các ủng hộ, hai là Tôn Thất Lương Quốc và Huyết Hà Tông vẫn luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ. Hai đại tông đương thời chống lưng cho Lương Quốc. Giữa Hạ Quốc và Lương Quốc là núi non trùng điệp,
núi cao hiểm trở chia cắt. Giữa vấn kiếm hiệp, chỉ có một sạn đạo nối liền. Kiếm các khống chế hiểm quan này, có thể nói là vạn người khó qua. Mà tầm quan trọng của phủ Cẩm An là ở, khi nó thuộc về Hạ Quốc, nó liền vừa vặn ngăn chặn hướng Tây Bắc đi vào vấn kiếm hiệp. Lúc nó thuộc về Lương Quốc, nó lại chính là cứ điểm tiến công đầu tiên của Lương Quốc đối với đất Hạ. Một khi mất Cẩm An, Phụng Lệ, Hội Minh, Thiệu Khang, Uyển Hưng đều thành biên phủ, áp lực biên phòng đâu chỉ tăng lên gấp bội. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, mặc dù Tề Quốc diệt Hạ Quốc là núi cao đè trứng, thế lớn cuồn cuộn, nhưng sự nỗ lực phía sau cũng không hề ít. Đương nhiên, Tề Quốc cũng không phải Hạ Quốc. Hiện tại ở Nam Hạ, bốn phủ Phụng Lệ, Hội Minh, Thiệu Khang, Uyển Hưng này cho dù không có người nào, người Lương Quốc cũng không dám vượt cảnh nửa bước. Đông Tịch quân của Sư Minh Trình không trú đóng ở bốn phủ này, mà đóng quân ở phủ Trường Lạc, cũng thể hiện trình độ phán đoán đối với uy hiếp của Tề Quốc. Lúc này nắng chiếu hồ đài, mạch văn bắt đầu xuất hiện như mây khói. 300 thí sinh đang dự thi, mỗi người một án, cách nhau 3 bước, thoăn thoắt viết sách luận. Sách luận có 3 đề mục. Tô Quan Doanh tự mình ra đề, đề viết ta muốn lập lại an ninh và trật tự ở Nam Cương. Đây là một đề mục rất rộng, công khai để cho các thí sinh này hiến kế quản lý Nam Cương. Đề mục mà Sư Minh trình ra, đề viết làm thế nào để giải quyết Hoại Thủy, đứng ở góc nhìn đất Hạ. Khương Vọng bị thúc giục không có cách nào khác, cũng ra một đề mục, đề viết Tề Hạ vốn là một tông. Không khó nhìn ra, đề mà Võ An Hầu đưa ra. Thí sinh không gặp khó khăn nào, đương nhiên, trong đề mục này, cũng khó phân cao thấp. Bên ngoài binh lính đều mặc bào đỏ, quân số đông đảo, còn có võ tướng cầm kiếm đi tuần, giám sát khắp nơi. Trên vị trí cao nhất, Tổng đốc Nam Hạ, Triều Nghị Đại Phu Tô Quan Doanh ngồi ở giữa. Quân đốc Nam Hạ, Thống soái Đông Tịch quân Sư Minh Trình ngồi bên trái. Võ An Hầu Khương Vọng ngồi bên phải. Ba người ngồi cạnh nhau. Mặc dù Khương Vọng chưa có chức quan ở Nam Hạ, nhưng bàn về địa vị và sức ảnh hưởng, thì nói hắn ở Nam Hạ là một trong ba nhân vật đứng đầu cũng không hề quá đáng. Đương nhiên, đây chẳng qua là nói với bên ngoài mà thôi, Tề Quốc ở Nam Hạ còn có một nhân vật lớn khác tồn tại. Động tác phá hủy quý ấp của Tạ Đại Phu vô cùng xinh đẹp, dùng khí thế sét đánh trước một bước trấn trụ Tư Huyền Địa Cung, vây nhưng không đánh. Sau đó cường công quý ấp, sau khi ép An Nhạc Bá đầu hàng, lại quay lại tiếp nhận Tư Huyền Địa Cung, cho nên nơi đây hầu như chưa bị tổn hại chút nào. Võ An Hầu có biết không? Tô Quan Doanh ngồi ở chủ vị hỏi. Ta thật đúng là không biết. Khương Vọng cười khổ, lúc đó ta không hề ở cạnh Tạ soái, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh. Sư Minh Trình mặt mũi hung ác cười to, râu tóc tán loạn run rẩy như một con sư tử cuồng nộ. Tiếng bọn họ đều chỉ quanh quẩn trên đài cao, không hề truyền đến trường thi, không ảnh hưởng đến người nào. Nhìn qua, Tổng đốc Nam Hạ và quân đốc còn vô cùng hòa hợp, vừa nói vừa cười, ai cũng không bị bỏ rơi. Nguyễn Giám Chính trấn giữ Tư Huyền Địa Cung lâu như vậy, cũng không biết hiện tại sửa sang như thế nào rồi. Tô Quan Doanh nói, Giám Chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù hiện tại đang ở trong Tư Huyền Địa Cung, chuyện này Khương Vọng thật sự không biết. Cũng là bởi hắn không quá quan tâm đến những thứ này, cho nên không chủ động tham gia hội nghị của chính sự đường. Sư Minh Trình cũng nói, những thứ tinh hoa nhất trong Hoàng Cung Đại Hạ đã bị Hạ Thái Hậu đem đi đốt hết. Dựa vào An Nhạc Bá hiểu lý lẽ mới bảo vệ được một ít. Còn về Tư Huyền Địa Cung, mọi bảo vật đều được Tào soái kéo đi trăm xe, chỉ còn lại một ít. Nguyễn Giám Chính sửa sang lại Tư Huyền Địa Cung, ngăn cách trong ngoài, ta thấy phần nhiều là dọn dẹp xương cốt, lần lượt giải quyết mấy. Lão gia hỏa tử tọa ở đó, còn không phải sao. Tô Quan Doanh nói, năm đó thiên tử thân trinh tới đây, đã phá vỡ Tư Huyền Địa Cung một lần. Trải qua mấy chục năm, người Hạ Quốc tích lũy trở lại đã không dễ. Nếu nói có thể tích lũy thêm gì đó, bổn đốc khó tin được. Cho nên mới nói là dọn dẹp xương cốt, Sư Minh Trình nói. Nguyễn Tù âm thầm trấn giữ Tư Huyền Địa Cung, đương nhiên cũng là đang trấn giữ cơ nghiệp Nam Hạ. Tề Quốc không công khai gây áp lực đối với Sở Quốc, nhưng cũng không thể yên tâm đối với đất Hạ vừa mới chinh phục được như vậy. Hai vị đại nhân. Khương Vọng khó hiểu hỏi, ta đã từng tu hành trong học cung Tắc Hạ, cũng biết đến ách nhĩ đức di của Mục Quốc, không biết giữa chúng và Tư Huyền Địa Cung có gì khác nhau. Nói khác thì bọn chúng đều là động tiên, mà nói không khác thì giữa bọn chúng lại không cùng một đẳng cấp. Tô Quan Doanh cười nói, tiền thân của Tư Huyền Địa Cung chính là Thiên Trụ Tư Huyền Thiên,
xếp hạng thứ 14 trong số 36 tiểu động tiên. Hạ quốc đời đời xây dựng, mới có Tư Huyền Địa Cung như hôm nay. Phúc, địa, động tiên. Trong lòng Khương Vọng sáng tỏ thông suốt, thoáng chốc đã hiểu rõ rất nhiều tin tức. Tô Quan Doanh tiếp tục nói, học cung Tắc Hạ của chúng ta, thừa kế Thái Dương cung của đế quốc Cựu Dương. Tiền thân là Kim Đàn Hoa Dương Thiên, xếp thứ 8 trong 10 động tiên lớn. Hoàng thất Cựu Dương tích lũy ngàn năm mới tạo thành Thái Dương cung, sau đó lại bị khói lửa chiến tranh phá hủy. Cho đến khi Tề quốc chúng ta vùng lên, ở trong tay Vũ Đế mới phục hồi lại như cũ và lại càng phát triển hơn xưa, cho nên liền có học cung Tắc Hạ hiện tại. Sư Minh Trình cũng nói, tiền thân của Ách Nhĩ Đức Di lại là Tả Thần U Hư Thiên, trong 10 động tiên lớn xếp hạng thứ 9. Rõ ràng là nơi thai nghén thiên địa, thế mà Thương Đồ thần kia lại nói là công của mình, nói gì mà thần trí tuệ. Ha ha, đại soái ăn nói cẩn thận. Tô Quan Doanh nhẹ giọng nói, tình thế thiên hạ hiện tại, chúng ta và Mục Quốc là bạn, không phải địch, vẫn phải giữ vững sự tôn trọng đối với thần linh trí cao của bọn họ. Ha, cũng không biết người đó hiện tại sống hay chết. Sư Minh Trình chẳng hề để ý, Mục Thiên Tử là một người có thủ đoạn, bổn soái đối với lão nhân gia ngài quá là bội phục. 10 động tiên lớn tất nhiên hơn xa 36 động tiên nhỏm, chẳng trách Tô Quan Doanh lại nói Tư Huyền Địa Cung và học cung Tắc Hạ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chỉ là động tiên, thậm chí cả phúc địa, cụ thể bọn chúng khác biệt ở đâu? Mặc dù Khương Vọng đã từng học ở học cung Tắc Hạ, nhưng vẫn không thể nói rằng đã hiểu rõ học cung Tắc Hạ. Lúc này cũng chỉ cau mày, trong 72 phúc địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Theo như lời hai vị nói, 10 động tiên lớn, 36 động tiên nhỏ, 72 phúc địa, những thứ này đều do trời đất tạo nên. Phái Thái Hư lại mạnh đến mức độc chiếm 72 phúc địa sao? Hoặc là nói lúc tạo nên Thái Hư Huyễn Cảnh, các nơi đều cống hiến phúc địa của mình. Phúc địa trong tay, ai lại chịu dâng lên chứ? Sư Minh Trình thở dài một hơi, nhắc đến chuyện này, ta thật sự bội phục Hư Uyên Chi. Lão đầu tử kia là một người khiến người ta tôn kính, quả là người lòng mang thiên hạ, không hề có suy nghĩ cá nhân. Đối với sư tổ phái Thái Hư, thật ra ta không hiểu lắm. Khương Vọng nói, không biết lời này có ý gì. Sư Minh Trình nói, giá trị của động tiên cao hơn phúc địa nhiều, không chỉ gấp trăm lần thôi đâu. Hư Uyên Chi vì mở rộng Thái Hư Huyễn Cảnh, cống hiến Thái Hư các lâu của phái Thái Hư ra, dùng số định mức cố định, phân phối cho những người sở hữu 72 phúc địa, mới đổi được số phúc địa này. Nếu không phải có thể kiếm lợi từ nó, ai lại chịu buông tay phúc địa mà mình có? Tiền thân của Thái Hư các lâu là Triều Châu Thái Hư Thiên, xếp thứ 23 trong số 36 động tiên nhỏ. Và lại phái Thái Hư bồi đắp nó rất tốt, không hề thua kém những thứ hạng đầu. Hư Uyên Chi cống hiến nó, có thể nói là moi tim hầu người, trực tiếp dẫn đến mấy trưởng lão phái Thái Hư phản bội. Bởi vì ông ta muốn dùng động tiên đổi lấy phúc địa, rất nhiều thế lực đều ra giá cao tranh đoạt phúc địa, lại dùng chúng để đến phân chia Thái Hư các lâu, có thể thấy nó quý giá thế nào. Mà thứ Hư Uyên Chi muốn chỉ là dùng 72 phúc địa tăng cường lực hấp dẫn đối với Thái Hư Huyễn Cảnh của tu sĩ thần lâm, khiến cho Thái Hư Huyễn Cảnh có thể phát triển nhanh hơn. Nhưng trên thực tế hình như không lý tưởng lắm. Khương Vọng hỏi. Sư Minh Trình nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể một bước mà thành, hơn nữa còn là loại sự vật cách tân thời đại như Thái Hư Huyễn Cảnh này. Bất hạnh ở chỗ Hư Uyên Chi mặc dù chịu áp lực các phương, hy sinh cực lớn, đổi lấy việc 72 phúc địa gia nhập hệ thống Thái Hư Huyễn Cảnh. Nhưng khi đó lại không thể thông qua quyết nghị các phương, tin tức về Thái Hư Huyễn Cảnh bị phong tỏa trong thời gian dài, luôn chỉ được truyền đi trong phạm vi nhỏ. Cho nên Triều Chân Thái Hư Thiên của ông ta coi như đổi đi vô ích, hiện tại không phải chầm chậm buông thả sao. Tô Quan Doanh nói, có đôi khi động tác quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, đối với loại chuyện động một chút là muốn cách tân thời đại. Tạo phúc cho hiện thế này, ta cho rằng dù thận trọng thế nào cũng không quá đáng. Rất hiển nhiên, đối với Thái Hư Huyễn Cảnh, thái độ của Sư Minh Trình là ủng hộ. Mà thái độ của Tô Quan Doanh thì tương đối cẩn thận. Chỉ vòn vẹn trong Tề Quốc, thái độ đối với Thái Hư Huyễn Cảnh đã không giống nhau. Trên khắp thiên hạ, tất nhiên lại càng có nhiều thái độ khác. Lực cản hiện thực cường đại đến cỡ nào, người chân chính tiến về phía trước hoàn toàn có thể nhận thức được. Thật sự rất khó tưởng tượng Hư Uyên Chi làm thế nào thuyết phục từng đám thế lực, khiến cho những thiên tử của các bá quốc thiên hạ khắp nơi đều tán thành, khiến những tông môn cổ xưa cao cao tại thượng kia đều thừa nhận.
làm thế nào từng bước thực hiện tư tưởng, làm thế nào san bằng những lực cản kia, đem thái hư huyễn cảnh phổ biến vào hiện thế. Nếu không phải người đại trí đại dũng đại nghị lực thì sẽ không thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại như vậy. Lúc này Sư Minh Trình hỏi, Võ An Hầu ngươi là sứ giả thái hư, tòa thái hư vọng lâu đầu tiên xuất hiện trong nước là sản nghiệp của ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta nên dùng thái độ gì để đối xử với thái hư huyễn cảnh? Tuổi ít không đủ hiểu tình đời, tài thiển lấy gì bàn thiên hạ? Khương Vọng khoát tay áo, những gì ta thấy được, nghe qua quá ít, sư soái hiện tại hỏi ta, ta cũng không biết trả lời thế nào. Chờ đến khi ta có thể thấy thế giới chân thực, lại đến thảo luận loại chuyện lớn này. Sở dĩ hắn vừa về Lâm Chi liền tới Nam Hạ, cũng có một phần nguyên nhân là vì tránh liên quan đến triều nghị phạm vi nhỏ của triều đình Tề Quốc về Thái Hư quyển trục. Lúc đi sứ Thảo Nguyên, Hư Trạch Minh của phái Thái Hư từng chặn xe giữa đường, mời hắn ủng hộ chuyện sáng chế Thái Hư quyển trục bên trong Thái Hư huyễn cảnh. Trong lòng hắn cũng không đồng ý, nhưng hắn đồng thời cũng không hoàn toàn xác nhận suy nghĩ của bản thân trong việc này rốt cuộc là đúng hay sai. Một mặt sáng chế Thái Hư quyển trục, tồn tại nguy cơ phái Thái Hư áp đặt can thiệp ý chí. Nhưng mặt khác, sự vĩ đại của Thái Hư huyễn cảnh là không thể nghi ngờ, sáng chế Thái Hư quyển trục không thể nghi ngờ là việc có thể tăng cường kiến thiết Thái Hư huyễn cảnh, tăng tốc độ diễn hóa của nó. Càng mạnh, lại càng kính sợ thế giới này. Cho nên trong một chuyện cực kỳ trọng đại, hắn dứt khoát im lặng không lên tiếng. Có lẽ, những người thật sự vĩ đại kia sẽ có những người lão làng như bọn họ trả lời. Võ An Hầu quá khiêm nhường. Tô Quan Doanh cười nói, lần quan khảo Nam Cương này có thể thuận lợi như thế, toàn bộ đều do thủ đoạn lôi đình của Võ An Hầu. Đề kỵ tuần tra, Si Mị Võng Lượng không thể không khiếp sợ. Ngươi mà tài thiển, phủ tổng đốc ta đây chẳng phải đều là phế nhân sao? Khương Vọng khom người, chẳng qua là giết mấy người mà thôi, không coi là bản lĩnh. Vì hoàn thành công vụ quan khảo Nam Cương lần này, bảo đảm quan khảo tiến hành trong không khí công bằng, Khương Vọng tự mình thành lập một đội đề kỵ quy mô 2.000 người, mọi kỵ sĩ đều là những bộ hạ cũ của hắn trong trận chiến Tề Hạ. Một tờ giấy điều động, người người tụ tập, ưu tú trong ưu tú, hình thành đội ngũ này. Đội kỵ quân này chỉ nghe lệnh hắn, không có quan hệ gì đối với phủ tổng đốc Nam Hạ. Võ An Hầu đại tề hắn, vốn cũng có tư cách mở phủ kiến nha. Thành lập đội vệ binh vạn người trở xuống, đều là quy chế phù hợp của triều đình, cũng không cần xin ai khác. Thừa dịp lần giám sát quan khảo này, hắn coi như là thuận tiện thành lập tổ chức của mình trên đất hạ. Đương nhiên, nuôi một đội đề kỵ như vậy, quả thật rất tốn kém, chỉ vẻn vẹn thu nhập của đất Phong Ly Đàm, căn bản không đủ chống đỡ. Trước mắt Khương Vọng dùng danh nghĩa giám sát quan khảo, mời phủ tổng đốc Nam Hạ phân phối lượng lớn tài nguyên, đợi đến khi quan khảo kết thúc, liền cần dùng tiền của mình để nuôi quân. Chỉ là lúc đó, việc quản lý đất phong của Độc Cô Tiểu cũng nên đi vào quỹ đạo rồi. Vừa lúc sẽ đem đội buôn Đức Thịnh làm ăn tiếp vào yếu địa. Nuôi quân nuôi ngựa, quy mô dưới vạn người, vấn đề không lớn lắm. Đáng nhắc tới chính là, sau khi Tiết Nhữ Thạch thận trọng suy tính, lựa chọn dâng tặng chức vị tri phủ Phụng Lệ, bỏ qua quan khảo. Qua chú tâm đầu nhập dưới trướng Khương Vọng, chịu trách nhiệm thống lĩnh đội đề kỵ này. Người đương thời xưng là Lão Sơn Thiết Kỵ, vệ binh đều khoác phi hồng bào, một đội 100 người, mỗi bộ giám sát một phủ. Đề kỵ tản đi các nơi, dò xét trường thi các thành, nếu như có người gian lận, giám khảo không nghiêm, đều bị dùng hình. Khương Vọng lại còn tự mình nâng kiếm, tuần tra các phủ, giết những người ỷ vào bối cảnh bản thân, bất luận xuất thân từ phủ tổng đốc hay là quân phủ, đều giết không tha. Trong quan khảo quy mô lớn đầu tiên sau khi đất hạ quy phục, có lẽ sẽ có nhân vật đề kỵ không thể giải quyết, Khương Vọng không thể không tự mình giải quyết. Thái độ hắn cứng rắn như thế, cách làm lại mạnh mẽ vang dội, khiến cho lần quan khảo này hầu như không có sai sót nào. Quan khảo Nam Cương công bằng, đối với Tô Quan Doanh và Sư Minh Trình đều có lợi ích lâu dài, cho nên bọn họ đều tương đối phối hợp. Cho dù thuộc hạ có người bị Khương Vọng xử lý như giết gà giết chó, cho dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cũng chỉ vỗ tay khen ngợi. Giết người không tính là bản lĩnh, biết lúc nào giết người, biết giết người nào mới là bản lĩnh khó có được. Lúc này Sư Minh Trình nhìn thí sinh múa bút như bay dưới đài, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Con trai độc nhất của tri phủ Giang Vĩnh Trần Đình Khiêm là Trần Chí Thịnh, 5 ngày trước mất tích, đến nay không có tin tức, chuyện này Võ An Hầu có biết không?
Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2133, lười nắm hình quyền. Gần đây Võ An Hầu đang phụ trách việc quan khảo, nào có thời gian quan tâm đến một vụ án mất tích. Tô Quan Danh điềm tĩnh nói, vụ án mà sư quân đốc nói tới này bản đốc cũng có biết, cũng đang được điều tra và xử lý. Có điều, vì quan khảo chiếm quá nhiều nguồn lực quan trường nên tiến triển không nhanh được. Sư Minh Trình nghiêm túc nói, đây không phải là việc nhỏ, Tô Đốc phải nên coi trọng mới được. Nếu ngay cả an toàn của công tử tri phủ cũng không thể cam đoan, mất tích 5 ngày cũng không có manh mối thì sao bách tính Nam Cương có thể yên tâm được. Tô Quan Danh nói, mạng người quan trọng, đây tất nhiên là việc lớn. Nhưng công tử tri phủ cũng không phải là đặc biệt. Diện tích lãnh thổ ở Nam Cương lên đến vạn dặm, bách tính phải tính đến cả tỷ người. Mỗi một ngày, mỗi một canh giờ đều có người trải qua sinh, lão, bệnh, tử, chúng ta sao có thể quan tâm cụ thể từng người được, quân đốc sao có thể quan tâm hết. Triều đình tự có chế độ, việc liên quan đến hình ti thì phải do hình ti đảm nhận. Điều mà những người cầm lái như chúng ta phải làm là đảm bảo chỉnh thể ở Nam Cương ổn định. Trước mắt, cần lấy quan khảo làm việc ưu tiên. Đợi đến khi quan khảo kết thúc thuận lợi thì điều tra rõ ràng, thống nhất trong ngoài, lại xử lý trị an cũng là chuyện dễ dàng, thuận tiện. Sư Minh Trình lật tay một cái, lấy ra hai phần hồ sơ, phân biệt ném đến trước án thư của Tô Quan Doanh và Khương Vọng. Ngày 15 tháng 7, con trai độc nhất của tri phủ Giang Vĩnh mất tích. Ngày 16 tháng 7, em vợ của tri phủ Thuận Nghiệp bị người ta giết trên đường, hung thủ không rõ tung tích. Ngày 17 tháng 7, muội muội của thành chủ Thành Tích Minh bị mất tích. Mắt của Sư Minh Trình giống như là hai ngọn đèn, tùy thời có thể tóe ra lửa giận. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, các nơi ở Nam Cương đã có gia quyến của ít nhất 6 quan viên xảy ra chuyện. Chỉ một phủ Giang Vĩnh, số lượng án mất tích đã nhiều hơn một nửa so với những năm trước. Những hồ sơ này khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Chẳng lẽ chỉ một câu triều đình tự có chế độ, liền có thể gác lại sao? Việc liên quan đến an nguy của bách tính đại tề ta, sao có thể gác lại? Đốc phủ đã bao giờ gác lại? Lời này của sư soái bản đốc không hiểu. Tô Quan Doanh vẫn bình tĩnh như cũ, Nam Cương vừa mới ổn định, việc trị chính cũng mới diễn ra hơn nửa năm, nhân thủ các phương diện thiếu hụt nghiêm trọng, hình ti lại càng hơn thế. Không bột đố gột nên hồ, dụng binh nhất thời, dưỡng binh ngàn ngày, chẳng lẽ đạo lý kia sư đại soái không hiểu hay sao? Vì sao đốc phủ phải tổ chức quan khảo? Vì sao phải mời Võ An Hầu giám sát? Không phải là vì để bổ sung quan viên, chỉnh đốn lại trị để dưỡng binh mà dùng hay sao? Chúng ta phụng lệnh thiên tử, quản lý chính sự ở Nam Hạ, khi cân nhắc vấn đề cần phải đúng chỗ nhưng mắt không thể chỉ nhìn chỗ thấp. Vẫn phải đứng ở góc độ rộng lớn hơn để đối mặt với vấn đề xã hội, sư đại soái nghĩ có đúng không? Chẳng lẽ để người đường đường là quân đốc Nam Hạ như ngài đi tra vụ án mất tích của con trai tri phủ Giang Vĩnh mới được xem là hợp lý? Hai vị đại nhân lúc này giống như đã hoàn toàn bỏ Khương Vọng đang ở cạnh sang một bên, ngươi một câu ta một lời không ngừng tranh cãi. Tuy trên mặt vẫn là dáng vẻ bình đạm nhưng thanh âm đã không còn vẻ hữu hảo, sự chỉ trích lẫn nhau cũng càng lúc càng nghiêm khắc. Khương Vọng đang nghĩ, đợi lát nữa hắn nên chạy đi đâu? Hay là trực tiếp phủi mông trở về Lão Sơn, chờ bọn họ cãi nhau xong lại bàn tiếp? Với tướng mạo hung ác của Sư Minh Trình, chỉ cần ông ta không cười cũng đã giống như là đang tức giận. Khi cười lên, bên trong tức giận còn mang theo uy hiếp. Giờ phút này ông ta đang mang vẻ mặt cười như không cười, chậm rãi nói, nếu nhân thủ ở hình ti không đủ, vậy thì cần phải xử lý vấn đề không đủ nhân thủ trước. Trước mắt chỉ có 300 thí sinh, dù tuyển dụng toàn bộ thì cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, sao trị được vạn dặm Nam Cương. Theo bản soái thấy, cần chiêu mộ thêm một nhóm sĩ tốt, chuyên xử lý hình sự. Như vậy, quân chính hợp lực lo gì Nam Cương bất ổn, lo gì tù phạm của ngông. Khương Vọng không hiểu, chỉ là một vụ án mất tích sao phải đàm luận trong trường hợp này. Bây giờ thì hắn đã hiểu. Phủ Tổng đốc Nam Hạ có một hệ thống hình ti, mà Sư Minh Trình muốn tiếng nói của mình có trọng lượng thì cần phải lấy được quyền lực ở hình ti. Mà quá trình này có thể bắt đầu dễ như vậy sao? Khương Vọng hiểu việc đấu tranh vì quyền lợi là lấy nhỏ kéo lớn, là tranh đấu song phương trên từng phương diện, nên diễn ra im ắng mới đúng. Sau Sư Minh Trình cùng Tô Quan Doanh chỉ trò chuyện một chút liền đột nhiên tiến vào trạng thái đấu tranh, hoàn toàn không cần tị húy Khương Mỗ hắn sao? Hắn vừa trầm mặc, lại cảm thấy hơi mờ mịt.
hắn chỉ muốn làm tốt cương vị của mình để trận quan khảo này kết thúc công bằng thuận lợi. Hắn không muốn làm người hòa giải gì đó, càng không muốn bị cuốn vào phân tranh đảng phái. Sư Minh trình mượn vụ án mất tích của con trai tri phủ Giang Vĩnh, lấy việc chỉnh đốn trị an Nam Cương làm cờ, đưa ra việc tổ chức lại hình ti, trong lúc nhất thời mang theo khí thế áp bức, khiến người khác khó mà né tránh. Nhưng Tô Quan Danh chỉ nhẹ nhàng nói, quân là quân, hình là hình. Từ trước đến nay binh gia không giống với pháp gia, từ trước đến giờ đều vậy. Sư soái là đang muốn khai mở hình thức mới ở Nam Cương, muốn nắm giữ quân đình Tây Bắc ư? Đây quả thực là câu hỏi chu tâm, bản soái nói qua lời này khi nào? Sư Minh Trình vô cùng kinh ngạc hỏi, ý của bản soái là, bây giờ hình ti không thể nào đảm nhiệm chức năng của nó, không thể giữ vững trị an Nam Cương, phải nên thay đổi. Tô Đốc muốn can thiệp dân sinh, muốn trị Nam Cương, muốn khiến trăm nghề hưng vượng, còn bản soái muốn bảo đảm bốn cảnh bình an, hàng phục đao binh bát phương, chúng ta đều không còn thời gian và sức lực nữa. Chi bằng tìm một nhóm sĩ tốt, chuyên phụ trách hình sự, lấy đó cải tổ hình ti. Ta thấy Võ An Hầu rất thích hợp. Chúng ta thực hiện quân chính hợp lực, đồng thời ủng hộ Võ An Hầu, như thế Nam Cương sẽ được cai trị vững vàng, không phải là vạn hạnh của bách tính sao? Khương Vọng suýt nữa đã phải nhảy lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đi một vòng lớn, cái bánh rắc rối này lại ném lên người mình. Tô Quan Danh thủ đến giọt nước không lọt. Sư Minh Trình đoạt quyền lực hình ti không được, liền dứt khoát rút đao cắt đứt, ném nó vào người Khương Vọng. Chuyện này sao mà giống với việc lúc trước Tô Quan Danh giao vị trí quan chủ khảo cho Khương Vọng vậy? Tô Quan Danh hơi nhíu mày, nhìn về phía Sư Minh Trình, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm. Sư Minh Trình thản nhiên nói, Đô Thành Tuần Kiểm Phủ không phải do chiến sự đường quản lý, thế nhưng không phải chính sự đường quản lý thì sao? Hình ti tự chịu trách nhiệm, tự báo cáo thiên tử. Đây là quốc sách đại tề. Tô Đốc nói Nam Cương không nên mở tiền lệ, sư mỗ tán thành. Thiên tử tin tưởng Võ An Hầu là việc cả thiên hạ đều biết. Để Võ An Hầu đến quản lý hình ti quả thực là không còn gì thích hợp bằng. Sư quân đốc nói hay lắm. Tô Quan Danh bỗng nhiên cười, vỗ tay tán thành, Nam Cương mới ổn định. Việc trị an thường khiến bản đốc bối rối, không thể phân thân, đây không phải cách lâu dài. Chuyện này khác với chuyện lập hình ti, bản đốc không có ý kiến. Võ An Hầu thiên tư tuyệt thế, thông duệ hơn người, nếu như nguyện ý nhận trọng trách này, ta cũng có thể gối cao không lo. Thế là hai người cùng nhìn về phía Khương Vọng, biểu lộ vô cùng hòa ái, mang theo ý cổ vũ nồng đậm. Khương Vọng cứ ngầm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Sao Tô Quan Danh cùng Sư Minh Trình vừa mới tranh nhau xong, giờ lại vô duyên vô cớ đẩy một khối quyền lực to ra ngoài thế này, lại còn ném xuống đầu hắn nữa. Tuy có câu nói ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng Khương Thanh Dương hắn thì tính là ngư ông gì? Dù là Tô Quan Danh hay là Sư Minh Trình, người nào mà không dễ dàng áp chế hắn? Hơn nữa, dù hắn có là ngư ông thì cũng không can thiệp chuyện gì, chẳng quan tâm được mất. Hắn đến Nam Hạ là để tránh phiền phức, không phải đến tranh quyền đoạt lợi. Thế mà hết nhận cái này, giờ lại bị ép phải gánh cái kia. Không phải hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà là lão hổ không ngừng đút cho hắn ăn, cứ đưa thức ăn tới miệng hắn. Làm gì có dạng tĩnh dưỡng thế này? Còn tĩnh dưỡng tiếp nữa, chắc hắn đủ sức cạnh tranh vị trí Tổng đốc Nam Hạ luôn mất. Hôm nay nếu nhận lời, về sau Tô Quan Danh trưởng chính, Sư Minh Trình trưởng binh, hắn trưởng trưởng, quả thực có thể cùng ngồi cùng ăn với hai người trước. Nhiều chỗ tốt như vậy nện lên người hắn, quả thực không cần phải suy xét gì sao. Trong lòng nghĩ mãi không rõ nguyên nhân, cũng không biết được ý nghĩ của Sư Minh Trình cùng Tô Quan Danh. Nhưng Khương Vọng đã quả quyết đứng dậy, lần lượt thi lễ với hai vị có tấm lòng rộng rãi xuyên núi sông này, ta không phải môn đồ pháp gia, không thông hình danh, chưa học pháp kinh. Tâm không có chí lớn, cũng lười nắm quyền hành. Càng không có hứng thú với việc chấp trưởng hình ti. Ngồi không ăn bám quả thực là ảnh hưởng đến bách tính. Việc quan hệ đến an bình của hàng tỷ bách tính, liên hệ đến trị an Nam Cương vẫn xin hai vị đại nhân suy nghĩ lại. Tại hạ không tiện dự thính, sẽ không quấy rầy. Cũng không cho hai người cơ hội nói chuyện, liền quay người xuống đài cao. Tay đè trường kiếm, chuyên tâm tuần sát trường thi. Tô Quan Danh cùng Sư Minh Trình muốn nói đến mức hắn á khẩu không trả lời được, tuyệt đối không phải là việc khó, muốn thuyết phục hắn cũng có rất nhiều cách. Việc này, lúc trước ở phủ Tổng đốc hắn đã được chứng kiến. Cho nên hắn dứt khoát không cho hai vị này cơ hội nói chuyện,
lấy đó tỏ rõ quyết tâm không muốn tranh hình quyền của mình. Trên đài cao, Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình liếc nhau, hai người đều có chút kinh ngạc. Nắm giữ toàn bộ hình Nam Cương, đây là quyền hành cỡ nào? Có thể dựa thế thành lập nên thế lực to lớn cỡ nào? Lại có thể nhờ vào đó nâng cao địa vị, thu hoạch được sự giúp ích của quan đạo thế nào chứ? Không nói ngoa, toàn bộ quan viên Đại Tề, không có một người nào mà không nóng mắt. Tuy bây giờ Võ An Hầu cũng được xem là công thành danh toại nhưng vẫn luôn chỉ treo hư chức chứ không có thực quyền, tính đến chức cao bên ngoài thì chỉ là một tam phẩm kim qua võ sĩ. Cơ hội nắm giữ thực quyền tốt như vậy, thế mà không màng sao. Trước khi Khương Vọng tới Nam Hạ lần này, bọn họ và Khương Vọng đều chưa từng tiếp xúc với nhau. Sự hiểu biết với vị quân công hầu mới nổi này phần lớn chỉ nghe qua truyền miệng, tin đồn, nhưng tin đồn luôn có khác biệt, hình tượng tuyệt thế thiên kiêu trong miệng mọi người cũng chỉ có mấy phần sắc thái truyền kỳ, khó tránh khỏi sai lệch. Hai người đều chưa từng nghĩ rằng Khương Vọng sẽ cự tuyệt. Cứ tưởng là giống như khi trước ở phủ tổng đốc Nam Hạ, nhún nhường mấy lần mới bằng lòng chấp nhận. Hắn quả thật kiên quyết như vậy sao? Võ An Hầu có tự tin như thế, hoàn toàn không dựa vào quan đạo cũng có thể xung kích đỉnh cao nhất siêu phàm sao? Trong ánh mắt của người đối diện, bọn họ thấy được tin tức giống nhau, bọn họ đều cần nhận thức lại vị hầu gia tuổi trẻ này. Thế là cả hai người không tiếp tục lên tiếng nữa. Đối với Khương Vọng mà nói, lựa chọn này cũng không khó khăn. Đơn giản là hỏi mình một vấn đề, Khương Vọng ngươi rốt cuộc muốn đi đường thế nào? Hỏi xong cũng liền có đáp án. Hôm nay cầm hình quyền, ngày mai có phải lại đi tranh Tổng đốc Nam Hạ? Từ nay trở đi phải đi tranh quyền. Quan đạo càng chạy càng xa, càng liên quan càng sâu. Từ khi có quan đạo đến nay, dòng lũ nhân đạo quả thực rất mãnh liệt, người dựa thế thành đạo đếm không hết. Nhưng có thể đi ra một bước cuối cùng, lại có mấy người. Làm một danh tướng, danh soái cũng không hề nhẹ nhõm hơn so với tu hành. Cần phải quan tâm việc trước rồi mới chiếu cố bản thân sau, từ xưa đến nay người có thể làm được cũng không nhiều. Tiền đồ tươi sáng đối với người bên ngoài nhưng ở chỗ Khương Vọng lại không phải lương đồ. Đồng ý chủ trì quan khảo Nam Cương là việc mà hắn muốn làm, hơn nữa còn tin rằng mình có thể làm tốt. Trừ cái này ra, hắn không muốn hãm sâu vào đó, cột bản thân mình vào quan trường Nam Cương. Con đường của hắn không nằm bên trong quan đạo, con đường của hắn nằm ở dưới chân mình. Hắn đã sớm xác định được mục tiêu vậy nên sẽ không thay đổi vì bất cứ phong cảnh gì trên đường. Cho nên dù Sư Minh Trình cùng Tô Quan Doanh có suy nghĩ gì, hắn không hiểu cũng sẽ không cố sức đi tìm hiểu. Nói rõ thái độ liền đi, chỉ chuyên chú vào lần quan khảo này. Nói đến thì, trong số những người đến tham dự quan khảo cuối cùng ở hổ đài này, có vài gương mặt Khương Vọng quen thuộc. Người từng bị hắn bắt làm tù binh, người từng bị hắn đánh tan, người từng giao thủ với hắn. Lúc trước lãnh binh tung hoành các phủ ở Nam Hạ, cũng tiếp xúc với không ít người Hạ Quốc, trong đó đương nhiên bao gồm cả Cố Vĩnh. Từ trên danh sách đến xem, người làm cho Khương Vọng khắc sâu ấn tượng, cũng tạo cho Tề quân ở Đông Tuyến nhiều phiền toái, thủ tướng của Hô Dương Quan Xúc Thuyết cùng chất tử Xúc Ngọc Long. Bởi vì Tề Thiên Tử nói gìn giữ đất đai vô tội nên bọn họ cũng đều được đặc xá. Khương Vọng chậm rãi đi qua bên cạnh, tay cầm bút của Xúc Ngọc Long cứng đờ trong nháy mắt, trái tim suýt ngừng đập. Trọng Huyền Béo đã từng bày ra dáng vẻ đằng đằng sát khí với tên này, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc cũng chưa từng tìm hắn ta gây phiền phức. Thời gian chiến tranh cùng sau chiến tranh dù sao cũng có khác biệt. Khương Vọng cũng chỉ là cố ý đi qua người tiểu tử này thêm mấy lần, xem như sự trả thù nho nhỏ dành cho hắn ta. Thúc phụ Xúc Thuyết của Xúc Ngọc Long tuyệt đối là một nhân tài, khiến cho Trọng Huyền Thắng cũng phải khen không dứt miệng. Nhưng Xúc Thị là danh môn của Hạ Quốc cũ, trong chiến tranh Tề, Hạ, từ lão tổ Xúc Công Dị đến thiên kiêu trẻ tuổi Xúc Mẫn gần như cả tộc đã hy sinh đền nợ nước. Còn lại những người như thúc cháu Xúc Thuyết, Xúc Ngọc Long dù đã đầu hàng nhưng cũng khó chiếm được tín nhiệm từ Tề Đình. Có điều, hiện tại đã có thể tham dự quan khảo cuối cùng này cũng hẳn là đã thông qua được khảo nghiệm của Phủ Tổng đốc Nam Hạ. Khương Vọng đương nhiên sẽ không can thiệp. Hắn rời ánh mắt, cố ý đi tìm Xúc Thuyết trước đó chỉ mới nhìn thấy qua một lần, xem như bù đắp cho tiếc nuối không được nhìn thấy ở Hô Dương Quan kia. Lần qua Hô Dương Quan đó, hắn cùng Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị đầy đủ thế nhưng đối phương lại chẳng hề cho bọn họ chút cơ hội nào. Nhưng mà khi ánh mắt vừa di chuyển, lại bị một đạo ánh mắt mệt mỏi khác tiếp nhận. Thế là Khương Vọng nhìn thấy một nữ tử biểu tình lạnh nhạt nhưng lại ăn mặc theo phong cách nam tử,
dùng ngọc hoàn buộc tóc, trên thân là nho phục rộng rĩa. Một tay chấp bút, tư thế vô cùng đoan chính. Một tay xòe năm ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên tờ giấy tuyên thành, ánh mắt lại nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt có chút hiếu kỳ nhưng cực kỳ nhạt, có một tia xem kỹ cũng cực mỏng. Ngũ quan của nàng ta thực ra rất đẹp nhưng không khiến người ta chú ý. Đây là mâu thuẫn. Một nữ tử rất đẹp sao có thể không khiến làm người khác chú ý? Trừ phi nàng ta có sức mạnh có thể khiến người khác không chú ý. Nhưng thời khắc này Khương Vọng không nghĩ tới những thứ này, hắn chỉ cảm thấy nữ tử này không có vấn đề gì. Dù nói thế nào, thì trên trường thi quan khảo quyết định vận mệnh thế này mà dám dùng ánh mắt nghiền ngẫm để quan sát quan chủ khảo thì cũng phải có can đảm hơn người. Khương Vọng khẽ gật đầu với nàng ta rồi rời ánh mắt đi. Có Tổng đốc Nam Hạ, Quân đốc Nam Hạ cùng Võ An Hầu đích thân giám thị, bên trên trường thi quan khảo đương nhiên không thể tồn tại hành vi gian lận. Khương Vọng cũng không quan tâm xem hai vị đại nhân vật trên đài cao kia trò chuyện như thế nào, cũng không ngồi xuống mà tự đi dò xét hết một lượt. Mãi đến khi, teng, teng, tiếng chuông kết thúc khảo thí vang lên. Thi xong, để bút xuống, Tiết Nhữ Thạch treo kiếm tại eo, cao giọng quát. 300 thí sinh đồng loạt buông bút lông xuống, đây cũng không phải là lúc nói đùa. Đã đến giờ còn dám cầm bút sẽ bị xử lý theo kỷ luật trường thi. Tự có giáp sĩ tiến lên, niêm phong bài thi của họ rồi thu lại. Toàn bộ quá trình đều ngay ngắn, trật tự, rõ ràng. Kế tiếp là thi võ. Khương Vọng tuần sát một vòng, chắp tay đứng ở trong lối đi nhỏ, nói với những thí sinh ở đây, chư vị cứ điều tức tại chỗ nửa canh giờ, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu. Không ai lãng phí thời gian, tất cả đều nhắm mắt lại, cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình. Biểu hiện lúc này sẽ quyết định về sau có thể đi được bao nhiêu bước, thận trọng cỡ nào cũng là không đủ. Khương Vọng hững hờ nhìn xung quanh một chút, ánh mắt không biết sao lại dừng trên mặt nữ tử đã nhìn thấy lúc trước, có chút lạnh nhạt, như không biết nhân sinh có ý nghĩa gì. Nữ nhân vừa lúc trợn tròn mắt, trong đôi mắt sạch sẽ phản chiếu bóng dáng hắn, hầu ra, ta tên là Triệu Tử. Khương Vọng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ gật đầu, tự giới thiệu, ta tên Khương Vọng. Những thí sinh bên cạnh bật cười, ai chẳng biết tên của Võ An Hầu, muốn hỏi hầu ra. Nữ nhân kỳ lạ này chỉ bình tĩnh nhìn hắn, cuộc thi lần này là công bằng sao? Khương Vọng cũng không tức giận vì bị mạo phạm, ôn hòa đáp lại, chư vị có mặt ở đây là vì đã trải qua các cuộc thi, từ thi thành khảo đến phủ khảo, cuối cùng là quan khảo hôm nay. Đề kỵ của bản hầu đều đang ở đây, những đầu người bị cắt bỏ kia cũng đang ở đây. Quan khảo lần này có công bằng không, ta nghĩ trong lòng mọi người đều có đáp án. Nhưng nữ nhân kia lại có một loại bướng bỉnh kỳ quái, ta muốn nghe xem hầu gia nghĩ thế nào. Loại vấn đề này Khương Vọng vốn không cần trả lời, thái độ của nữ nhân cũng khá vô lễ. Vào lúc những người khác đều tức cứ hỏi lung tung này nọ, nếu giờ mà đuổi nàng ta ra khỏi trường thi cũng chẳng có gì sai. Nhưng Khương Vọng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, ta nghĩ trên đời có lẽ không tồn tại công bằng tuyệt đối. Nhưng đối với lần quan khảo này, ta đã cố gắng hết mức có thể của bản thân để cam đoan hai chữ công bằng. Bởi vì ta cất bước từ số không cho nên ta biết rất rõ cơ hội quan trọng như thế nào, ta hiểu công bằng có ý nghĩa ra sao. Hắn đứng ở nơi đó, nói với Triệu Tử, cũng là nói với tất cả mọi người tham dự lần quan khảo này, thế giới này có lẽ là không công bằng, có vài thứ khác biệt vừa sinh ra đã tồn tại. Ta cũng không phải nhân vật ghê gớm đến cỡ nào, không làm được việc mà hiền giả từ xưa đến giờ cũng không làm được. Hắn thành thực nói ra suy nghĩ của mình, ta không thể cho các ngươi xuất thân công bằng, ta không thể cho các ngươi thiên phú công bằng, ta không thể cho các ngươi kỳ ngộ công bằng. Nhưng lần này, chí ít bên trong lần quan khảo do ta chủ trì này, ta sẽ cố hết sức mình, cho các ngươi một cơ hội công bằng. Chương 2134, đời người như một ván cờ. Ta đã nghĩ như vậy, và cũng đã làm như vậy, Khương Vọng nói, lời nói thật chân thành. Khoảng thời gian này hắn đã làm những gì, người có lòng đều thấy rõ. Dù thân là công hầu, mỗi ngày hắn vẫn đi khắp nơi, giám sát thi cử ở hàng chục thành. Hắn không màng đến lai lịch của bất kỳ ai, không quan tâm đến bất kỳ mối quan hệ nào, dùng kiếm để loại bỏ những điều bất chính. Hắn quả thực có thể thản nhiên nói ra những lời này. Trên đài cao, Tô Quan Doanh và Sư Minh Thành đã không nói gì nữa. Ánh mắt của bọn họ đều đổ xuống trường thi, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Lúc này trên hồ đài, không khí rất kỳ lạ.
Khương Vọng rất nghiêm túc giải thích cách hắn đối đãi với lần thi cử này, dường như thật sự muốn nói với Triệu Tử về tâm tình, lựa chọn và hành động của mình. Triệu Tử rất nghiêm túc lắng nghe Khương Vọng giải thích, dường như thật sự để tâm và rất cần lời giải thích này. Mà trên toàn hồ đài, mọi người đều làm việc của mình, người điều tức thì điều tức, người đứng gác thì đứng gác, người tuần tra thì tuần tra. Hiện tại khoa cử mới là chuyện quan trọng nhất, hai người đang nói chuyện gì không quan trọng, dù một trong hai người là Võ An Hầu. Khi tất cả mọi người đều không quan tâm, sự nghiêm túc của hai người bọn họ ngược lại lại có vẻ khá lố bịch. Ta tin ngươi quả thật nghĩ như vậy, cũng quả thật làm như vậy. Những ngày qua chúng ta đã thấy rất nhiều. Triệu Tử ngồi trước án thư, ngữ tốc không nhanh không chậm, rất có khí chất của người đọc sách, nhưng sự công bằng như vậy không lâu dài. Nó chỉ tồn tại trong ý chí của cá nhân ngươi. Sau khi ngươi đi rồi thì sao? Khương Vọng nói, ta vẫn luôn nhớ một câu, đạo lý của ta chỉ nằm trong ba thước kiếm. Sau khi ngươi chết, chẳng sợ hồng thủy ngập trời hay sao? Triệu Tử hỏi, ta nghĩ ta nói là trong khả năng. Triệu Tử nhìn hắn, nghĩa ở nơi đó, dù ngàn vạn người ta vẫn một mình tiến lên. Đại trưởng phu đứng giữa trời đất, há tiếc thân mình. Khương Vọng nói, đôi khi người sống không chỉ là chuyện của một mình ngươi. Có thể không tìm cái chết, thì tốt nhất đừng tìm cái chết. Huống hồ nghĩa của mỗi người không giống nhau. Đời người ngắn ngủi, ví như phù du, sống chết không dấu vết. Hầu gia có từng nghĩ, dùng cả đời này để lại cho thế gian điều gì, làm một người vĩ đại? Triệu Tử hỏi. Khương Vọng nói, trời đất vận hành có quy luật, tự theo lẽ thường, đại khái không cần ta để lại điều gì. Ta chỉ mong mình không gây thêm phiền phức cho thế gian này. Triệu Tử nói, có năng lực nhưng không muốn thay đổi thế gian, cũng là một loại ăn không ngồi rồi. Thế nào mới tính là có năng lực? Tu vi chỉ là một loại sức mạnh vô thức, trí thức đôi khi là một nhà tù. Khương Vọng nói, bản thân ta vẫn thường làm chuyện ngu xuẩn, làm chuyện sai lầm, có lúc không phân biệt được đúng sai, có lúc không nhìn rõ thật giả, thường xuyên mờ mịt không biết đường phía trước ở đâu. Làm sao ta dám nói thế gian này có thể được ta thay đổi tốt hơn? Thay đổi bản thân là một lựa chọn, tự mình gánh vác. Thay đổi thế gian, ta đâu có đức đâu có tài. Triệu Tử có chút tiếc nuối thở dài, vẫn cảm ơn ngươi đã nguyện ý trò chuyện với ta. Coi như lại thêm một lần làm quen. Nàng đứng dậy, chậm rãi nói, bách tính đứng đầu trăm họ, là Triệu. Giờ tốt đứng đầu 12 canh giờ, là Tử. Ta tên Triệu Tử, hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc. Cả sảnh đều kinh ngạc, toàn trường ồ lên. Sau văn khảo sẽ là võ khảo ngay. Một khi khoa cử Nam Cương kết thúc thành công, triều đình Tề Quốc sẽ thật sự danh chính ngôn thuận, hoàn toàn nắm giữ Nam Cương. Đây tuyệt đối không phải điều mà Bình Đẳng Quốc mong muốn, thậm chí cũng không phải điều các thế lực khác ở Nam Vực muốn thấy. Vì tiêu diệt Hạ Quốc, Tề Quốc đã bỏ ra nỗ lực to lớn, từ ngoại giao, quân sự các mặt vây quét, cũng giành được thắng lợi vĩ đại. Nhưng một cuộc chiến kết thúc, một cuộc chiến khác vẫn tiếp diễn. Khương Vọng không phải mục tiêu, nhưng tình cờ hắn lại ở đây. Triệu Tử vừa dứt lời, đất trời biến đổi. Mọi thứ trước mắt mở rộng vô hạn, hồ đài rộng lớn biến thành một bàn cờ. Mà Võ An Hầu lừng danh thiên hạ của Đại Tề, lúc này cũng chỉ là một quân cờ trên đó. Trên bàn cờ này, đen trắng đan xen, đại long chém giết, khắp nơi đều thấy sinh tử. Ranh giới giữa thân và hồn hoàn toàn mờ nhạt, không phân biệt được đây là thật hay ảo. Khương Vọng lúc này thân như nhuộm mực, đứng trong thế giới cờ vây vô biên vô tận, là một quân cờ đen, mắt nhìn đến đâu, đều là tuyết trắng, đều là quân địch. Đó là từng người không nhìn rõ mặt mũi, nhưng lại có sức mạnh riêng. Mỗi người đều tỏa ra sát ý không thể lay chuyển. Sát ý đó chưa chắc xuất phát từ bản tâm mỗi người, nhưng lại trở thành một loại quy tắc. Trên bàn cờ, quân đen giết quân trắng giết quân đen, không thể chung sống, nhất định phải phân định sinh tử. Rõ ràng biết bọn họ có lẽ là thí sinh vừa rồi, có lẽ là binh sĩ Thích Kỵ Lão Sơn, có lẽ là quan lại của Tổng đốc Phủ Nam Hạ. Sát ý trong lòng Khương Vọng cũng không kìm được mà dâng lên từng đợt. Giống như khát muốn uống, đói muốn ăn, lạnh muốn mặc, lúc này chàng muốn giết những kẻ địch cầm quân trắng này, cũng là đạo lý tự nhiên như vậy. Giết, giết sạch bọn chúng, chẳng cần quan tâm lý do, cũng chẳng cần phải gánh vác điều gì, đó vốn là lẽ trời. Cờ trắng vây kín quân đen cô độc, ta không giết người thì người giết ta. Ánh mắt chất chứa sát ý đổ dồn lên người, lạnh thấu xương. Xong,
hai chân Khương Vọng vẫn bám chặt đất như cây cổ thụ bám rễ, dùng ý chí kiên cường áp chế bản thân. Ngay lúc này, ánh sáng vàng rực tỏa ra từ ngũ phủ, trong khoảnh khắc soi sáng khắp tứ hải. Ánh sáng vàng rực bất diệt kia chiếu rọi đôi mắt, sát ý thuộc về tầng thứ quy tắc vẫn sôi sục chưa tan, trong ánh sáng vàng kim như rắn độc uốn lượn, nhưng không thể lay chuyển được nữa. Bất kể thiên kinh địa nghĩa, luật lệnh công lý ra sao, ta vẫn giữ vững chân ngã không đổi thay. Trên bàn cờ của kẻ khác, ta vẫn đi con đường của chính mình. Khương Vọng nhìn chằm chằm về phía trước, trong vô số bóng người đang lao tới, hắn bắt gặp Triệu Tử lúc này. Triệu Tử đang ngồi xếp bằng, đúng vị trí trung tâm bàn cờ. Nàng là nơi ánh mắt hướng về, cũng là trung tâm của cả thế giới bàn cờ. Vẫn là bộ áo nho buộc tóc, nhưng thân mình như phủ tuyết, là người cầm quân trắng. Trước mặt nàng có một bàn cờ, trên bàn cờ dường như có sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một vài hình ảnh. Khương Vọng dốc hết sức nhìn, thấy vô số đường thẳng đan xen kéo dài ra xa, là hai bên trắng đen giao tranh không ngừng. Quân trắng chiếm phần lớn không gian bàn cờ, vây một con rồng nhỏ đơn độc của quân đen ở giữa. Tuy là rồng đơn độc, nhưng đã bị khóa chặt tám cửa. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2135, Đạo của ta, chẳng nương ai. Mà đây chính là tình cảnh hắn đang đối mặt lúc này. Giết! Một thanh đao ngang chém tới. Khương Vọng thuận tay đưa ra, né được lưỡi đao, bóp chặt cổ kẻ tấn công. Nguyên khí thúc đẩy, hóa giải đao kình, ném hắn ra xa. Giết hắn! Giết hắn! Trong nháy mắt, kẻ địch ùn ùn kéo đến. Đao kiếm từ bốn phương tám hướng đổ xuống, nhưng Khương Vọng chỉ sải bước tiến lên, như bắt gà con, mỗi tay một tên, ném bay lên không trung một cách trật tự. Hắn đi đến đâu, nơi đó lại bay lên một đám kẻ địch cầm quân trắng. Nhưng càng có nhiều người ra tay tấn công hơn, đạo thuật như hồng thủy trút xuống. Khương Vọng không né không tránh, xông thẳng về phía trước, thanh quang quanh thân xoay chuyển, chính thức vận chuyển huyền thiên lưu ly công. Hồng thủy đạo thuật phủ kín toàn thân, nhưng hắn có thanh quang hộ thể, đương nhiên không nhiễm bụi trần. Đạo thuật phức tạp kia như nước tràn đến, lại như nước chảy đi, căn bản không thể làm hắn tổn thương chút mảy may nào. Thế nào là cường thần đương thế? Ở bất kỳ quốc gia nào trong hiện tại đều đã là cường giả không thể nghi ngờ. Có thể ngang dọc không kiêng dè trong hầu hết mọi trường hợp. Tu sĩ dưới nội phủ căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thần thông nội phủ hoặc ngoại lâu mới đáng để hắn chú ý một chút. Nhưng cũng chỉ là chú ý một chút mà thôi. Hắn không phải Trịnh Triều Dương, là loại cường thần yếu ớt bị ép thăng cấp, dù là tu sĩ ngoại lâu đỉnh cấp chân chính, trước mặt hắn hiện tại cũng không qua nổi ba hiệp. Vô số đòn tấn công đổ xuống, nhưng đều bị hắn dễ dàng xóa bỏ. Tuy rằng nước chảy đá mòn, nhưng cũng phải mất vạn năm. Trong thế giới bàn cờ vô biên vô tận này, hắn có lẽ chỉ là một người đơn độc, một quân cờ cô đơn. Nhưng trừ người cầm cờ là Triệu Tử ra, còn ai có thể cản đường hắn? Trong số những người đang vây công hắn lúc này, bao gồm cả Tiết Nhữ Thạch, tu sĩ nội phủ đã trải qua thử thách chiến tranh. Bao gồm cả Cố Vĩnh, tu sĩ ngoại lâu dày dạn kinh nghiệm quân ngũ, cũng bao gồm cả Xúc Thuyết, tu sĩ ngoại lâu sắp đạt tới thần lâm. Nhưng bất kể là ai, bất kể là bí thuật hay sát pháp gì, cũng chỉ như gió thoảng qua mặt, không thể tạo cho hắn dù chỉ là nửa điểm áp lực. Chưa kết thành quân trận, những người này không thể nào chống lại hắn. Mà hắn hiện nay cũng là lão tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường, làm sao có thể cho những kẻ cầm quân trắng này cơ hội kết trận. Tuy không giết một ai, nhưng mỗi người hắn ném ra đều rơi xuống vị trí chính xác, hoàn toàn phá vỡ đội hình địch, cắt đứt mọi khả năng kết trận. Đi suốt một đường, không dừng nửa bước, như cắt lúa gặt cỏ. Nơi hắn đi qua, kẻ địch ngã la liệt, bay đầy trời. Trên bàn cờ trước mặt Triệu Tử, quân trắng cũng lần lượt bị rời đi. Chỉ thấy một quân đen từ góc bàn cờ đi ra, thẳng tiến trung tâm, không gì cản nổi. Lông mày Triệu Tử nhuốm vẻ lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm, chỉ chậm rãi lấy ra một quân trắng từ giỏ cờ bên cạnh, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, định ấn xuống. Khoan đã, một giọng nói vang lên. Một bóng hình mảnh mai trong bộ quan phục màu tím thẫm đột ngột xuất hiện trong thế giới bàn cờ này. Đối diện Triệu Tử, Tô Quan Doanh, Tổng đốc Nam Hạ, ung dung ngồi xuống. Nghe danh Triệu Tử đã lâu,
đường xa đến Nam Cương của ta, sao có thể để người chơi một mình. Nàng nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của Triệu Tử, cũng đưa ra hai ngón tay, từ giỏ cờ đen, lấy ra một quân đen. Triệu Tử bình tĩnh nhìn lại, ồ, Văn có Tô Quan Doanh, lại từng nghe danh ta sao? Hai người này đều là mỹ nhân hiếm có, một người đẹp đến chán đời, một người đẹp đến yếu đuối. Cùng ngồi đối ẩm, quả là cảnh đẹp hiếm có. Tổng đốc Nam Cương, gánh vác trọng trách, gọi là giai nhân, khiến ta ngày đêm khó ngủ. Tô Quan Doanh đưa mắt nhìn bàn cờ, cười nhạt, ấn quân đen trong tay xuống. Nàng đến sau, lại đi trước một bước, ẩm, Sư Minh Thành mặt mày hung ác từ trên trời giáng xuống. Toàn thân bao phủ sát khí, như rồng như hổ gầm thét không ngừng. Quân ủng như núi cao đổ xuống, dường như đạp nát bầu trời, cũng sẽ đạp nát thế giới bàn cờ này. Lũ tạp chủng Bình Đẳng Quốc, mau đến chịu chết. Hắn hét lên một tiếng, cả thế giới bàn cờ rung chuyển dữ dội. Nền tảng của thế giới này đã bị lung lay. Cho dù Triệu Tử là cường giả tuyệt đối trong số các chân nhân đương thời, cũng không thể dùng một thế giới bàn cờ để đối đầu với cả Tô Quan Doanh và Sư Minh Thành. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng lật tay, tiếp tục đặt quân trắng xuống. Quân cờ này, trên bàn cờ vừa vặn đối diện với quân đen của Tô Quan Doanh. Bỗng nhiên, một người đàn ông ăn mặc như một thương nhân, trong những ô vuông khổng lồ đan xen nhau, chậm rãi ngưng tụ hình dáng. Ông ta có khuôn mặt rất thân thiện, là kiểu người khiến bạn yên tâm giao dịch buôn bán cùng. Lúc này, ông ta đang ngồi xổm trên mặt đất, ngước nhìn Sư Minh Thành từ trên trời rơi xuống, cười toe toét nói, tiên sửu, người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc, bái kiến Sư Nguyên Soái. Lời còn chưa dứt, người đã bật dậy, bay thẳng lên trời cao, trên những ô vuông ngày càng nhỏ dần, trong mây mù biến ảo, đối mặt trực tiếp với Sư Minh Thành. Ầm, chỉ một cú đấm, Sư Minh Thành chỉ tung ra nắm đấm của mình. Sức mạnh của cú đấm này trong nháy mắt leo lên đến cực hạn, không gian xung quanh nắm đấm bị vặn vẹo, cả thế giới bàn cờ xuất hiện vết nứt trước, sau đó nắm đấm mới đập xuống trước mặt Tiền Sửu. Tiền Sửu thuận tay chộp lấy hư không, lấy ra hộp báu, chống lắc, châm cài tóc, dây màu. Mỗi thứ đều ngưng tụ sức mạnh đặc biệt, lấp lánh, trải rộng trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ. Dường như dưới bầu trời, lại có thêm một tầng trời khác, chính là bầu trời báu vật. Nhưng nắm đấm của Sư Minh Thành đã giáng xuống. Không có dị tượng nào xuất hiện, chỉ có một tiếng nổ đơn giản, thuần túy nhất. Ánh sáng tràn ngập trên trời bị đập tan, Tiền Sửu cũng theo đó rơi xuống. Ông ta có trăm báu vật, có thể ứng phó với vô số tình huống phức tạp, nhưng lại bị một cú đấm đánh tan. Có thể lọt vào vòng khảo thí cuối cùng, có thể âm thầm lẻn vào hổ đài. Bình Đẳng Quốc đã nỗ lực không ít. Nửa năm nay, sự xâm nhập của họ ở hạ địa đã đạt được thành quả đáng kể. Những vụ án liên tục xuất hiện ở Nam Cương trong những ngày gần đây, một là do người của Bình Đẳng Quốc thực hiện để thực thi công bằng, hai là để thu hút sự chú ý của Tổng đốc Phủ Nam Hạ, khiến họ bận rộn đối phó, từ đó dẫn đến hành động hôm nay. Con trai độc nhất của Giang Vĩnh Chi Phủ, sao đáng để họ ra tay nhiều người như vậy? Đó là một cái bẫy, dùng để câu cường giả của Tổng đốc Phủ Nam Cương, tốt nhất là câu được Tô Quan Doanh. Đáng tiếc, dù đã để lại manh mối, dấu vết, thả mồi, nhưng cá không cắn câu. Họ đã đặt nhiều bẫy tương tự, nhưng cuối cùng không lần nào được kích hoạt. Hoặc là người đến không đủ tư cách, hoặc là bị Tổng đốc Phủ Nam Hạ gạt bỏ. Hôm nay quả là một thời cơ tuyệt vời. Chương 2136, Chân Nhân Liên Thủ. Lúc này, 10 vạn quân Đông Tịch vẫn còn ở Phủ Trường Lạc. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể điều động đến đây, Sư Minh Thành đương nhiên cũng chỉ có thể phát huy chiến lực ở cấp độ chân nhân. Một cường giả binh đạo nắm giữ đại quân, bị tước đi binh giáp. Lại có Triệu Tử phân chia chiến trường, ngăn cách viện trợ từ thành quý ấp, khiến lực lượng quan đạo của Tổng đốc Phủ Nam Hạ không thể dễ dàng hợp lực với Tô Quan Doanh. Lúc này, mưu đồ Sư Minh Thành hoặc Tô Quan Doanh chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao. Vây khốn Võ An Hầu, tạo ra sơ hở, dụ Tô Quan Doanh vào cuộc, đây quả là một nước cờ hay. Sư Minh Thành theo đó vào cuộc, mạnh mẽ phá cục, cũng nằm trong dự liệu. Cùng là chân nhân đương thời, Tiền Sửu đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này. Nhưng nắm đấm của Sư Minh Thành, quá nặng, quá nặng. Không có quân trận gia trì, hắn vẫn mạnh mẽ đáng sợ. Đây là một loại sức mạnh gần đạt đến cực hạn. Tiền Sửu chỉ bị một cú đấm đánh lui.
mà Sư Minh Thành đạp vỡ không trung, với tốc độ kinh hoàng điên cuồng tiến lên. Triệu Tử ngồi trước bàn cờ không nói lời nào, lại nhặt một quân cờ ấn xuống. Bốp! Quân cờ rơi xuống bàn cờ, tiếng vang như trong thung lũng trống trải. Bỗng nhiên, một người đàn ông ăn mặc như ngư dân xuất hiện trên mây cao. Người này có râu ngắn, ánh mắt tang thương, mặc áo tơi, đeo lao câu cá, tay cầm cần câu, thuận tay kéo một cái, khuấy động dòng nước mùa xuân, dây câu vô hình đã kéo tiền sửu ra, đưa ông ta lượn một vòng lớn, trở lại bầu trời. Lúc này, Sư Minh Thành đang ở giữa không trung, chân đạp vào không khí xoay một vòng. Bùng! Một lượng lớn không khí nổ tung, nổ thành một đám mây hình nấm. Mà tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, khi tiếng nổ còn chưa vang lên, đã xuất hiện trước mặt người ngư dân này. Nhanh đến nỗi người ngư dân cũng là chân nhân đương thời này, cũng không kịp phản ứng. Lại có sức mạnh như vậy, lại có tốc độ như vậy. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, người ngư dân tên Lý Mão lộ vẻ kinh hãi. Sức mạnh của cú đấm này lại được đẩy lên đến cực hạn. Rõ ràng trước nắm đấm, có một tấm lưới dày đặc. Tấm lưới đó được dệt nên từ quy tắc chi lực, nước qua được nhưng cá không qua được, thế qua được nhưng người không qua được, có thể hóa giải lực tốt nhất. Như nắm đấm của Sư Minh Thành đi đến đâu, tấm lưới này trực tiếp nổ tung đến đó. Sức mạnh căn bản không thể hóa giải, nắm đấm vẫn tiếp tục tiến lên. Mặt nắm đấm thô ráp, rơi vào cây đinh ba, đập cong cả ba đầu nhọn của cây đinh ba này. Lách cách, lách cách, một chiếc trống bỗng nhiên vang lên, ào ào, sóng biển dâng cao. Nếu có người nói, trống lắc thật sự có thể tạo ra sóng. Lời này quả thực giống như một trò đùa, nhưng trò đùa lại thật sự xảy ra. Tiên sử bị Lý Mão kéo bằng một sợi dây câu, tay lắc một chiếc trống nhỏ. Trong nháy mắt, trời biến thành biển, mây chìm trong nước, sóng biển như cuồng phong gào thét, trong nháy mắt nhấn chìm Sư Minh Thành. Ao ao, sóng lớn cuồn cuộn, nhất thời ngập trời, ánh sáng mặt trời mặt trăng đều biến mất. Thế giới bàn cờ rộng lớn này như một bức tranh không che chắn, để người ta tùy ý tô vẽ, đương nhiên, không phải cường giả chân chính thì không có tư cách cầm bút. Ví như trống tạo sóng, ví như trời che biển. Ví như lúc này, Lý Mão với vẻ mặt buồn bã, như một ngư dân thực thụ, hiên ngang đứng trên đỉnh sóng cao ngất, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp đại dương này. Tay trái ông ta vung lên, một tấm lưới đánh cá lập tức mở ra, không ngừng mở rộng, dường như trải dài đến tận cùng trời đất, hoàn toàn bao phủ vùng nước này. Tay phải ông ta rung lên, cây đinh ba đã bị bẻ cong đầu nhọn trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, hàn quang chói mắt, sau đó mạnh mẽ đâm xuống nước. Cây đinh ba này cũng như nước, vốn không có hình dạng cố định, tùy ý chảy trong sông hồ. Khi nó vào nước, vô tận thủy nguyên chi lực bám vào nó, nước sẽ không trở thành trở lực của nó, mà chỉ giúp đỡ nó hết sức có thể. Triệu Tiền Tôn Lý, Tý Sửu Dần Mão, Lý Mão xếp thứ tư. 12 người hộ đạo mạnh nhất của Bình Đẳng Quốc, phân thuộc 12 canh giờ. Trong đó có 4 chân nhân, 8 thần lâm. Ông ta là một trong 4 chân nhân. Đạo của ông ta rất đơn giản, chỉ là một chữ lưới. Nhưng lưới này, trời đất khó thoát. Nơi nào có giọt nước, lúc này đều ở trong lưới. Bên kia, Tiên Sửu đã thoát khỏi dây câu, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lướt trên biển, do trồi lên hụp xuống giữa sóng to gió lớn. Khuôn mặt ông ta mang nụ cười thân thiện, tay phải không ngừng lắc trống lắc, như đang chào bán hàng hóa mang theo bên mình. Chiếc trống nhỏ của trẻ em này gặp gió liền phồng lên, tiếng càng to, thể tích càng lớn. Mà trống lắc càng lớn, nước biển càng nặng, sóng càng dồn dập. Điếu Hải Lâu có một đệ tử tên Bao Tung, đạt được thần thông thiên nhất chân thủy, một giọt nước có thể hóa thành sông hồ biển cả. Mà Tiên Sửu lúc này dâng bảo vật, tùy ý lấy một chiếc trống lắc, đã triệu hồi hồ biển. Không phải thần thông, nhưng hơn cả thần thông. Nước này không phải nước thường, mỗi giọt nặng trăm cân. Sóng đánh xuống, còn nặng hơn núi. Cho dù Bao Tung lập tức thành thần lâm, cũng không thể thúc đẩy thiên nhất chân thủy đến mức này. Hai đại chân nhân liên thủ, trong nháy mắt hình thành thế giết. Sư Minh Thành ở trong nước, áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng ép tới. Chân nhân đương thời lắc trống, thật sự có sức mạnh núi biển. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được trời đất như lưới, giam cầm toàn thân. Đương nhiên biết rõ mình như một con cá lớn, đã bị ngư dân khóa chặt. Hắn đương nhiên cũng hiểu, cây đinh ba sắc bén kia không thể tránh khỏi. Nhưng hắn chỉ đứng đó. Đứng trên không trung, đứng trong những đợt sóng cuộn trào trên cao,
như thể đứng trên mặt đất bằng phẳng. Khoảnh khắc này, hắn không giống như đang đối mặt với kẻ thù, mà như một vị tướng quân đang đối mặt với binh lính của mình. Hắn là thống soái cửu tốt của binh sự đường, Đại Tề Đế Quốc. Dù có rừng đao thương, cơ sĩ dày đặc, vạn quân dũng mãnh, cũng chỉ có thể chờ hắn đến duyệt binh. Đối mặt với sóng lớn, đinh ba, lưới lớn, hắn chỉ lật năm ngón tay, dựng đứng lòng bàn tay. Lực lượng vô hình vô chất trực tiếp đẩy một trượng xung quanh hắn thành trạng thái chân không. Không thấy một giọt nước, cũng không có một tia khí. Trong nước biển bao phủ bốn phía, hắn như ẩn mình trong một quả cầu hoàn mỹ tự nhiên. Lúc này, khả năng phòng ngự của hắn đã được đẩy lên đến cực hạn. Dù sóng ngầm có cuồng bạo đập vào thế nào, hắn vẫn đứng tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích. Đinh ba sắc bén rẽ nước lao đến, cũng bị chặn lại trước mặt hắn. Đạo của Sư Minh Thành, thống soái quân Đông Tịch của Đại Tề Đế Quốc, là đạo cực hạn. Cực hạn của lực, cực hạn của tốc độ, cực hạn của phòng ngự. Từng ý niệm chuyển đổi, mỗi thứ đều phải đẩy đến tận cùng con đường này. Lúc này, toàn bộ bầu trời của thế giới bàn cờ đều bị sóng biển bao phủ. Khi sóng lớn ngập trời, một nắm đấm như rồng giận lao ra khỏi nước, đập tan biển cả này. Ầm. Nắm đấm mang theo sức mạnh cực hạn, đập vào trống lắc, phát ra tiếng vang rung chuyển trời đất. Nắm đấm sắt như núi trực tiếp xuyên qua mặt trống, mang theo chiếc trống vỡ này tiếp tục lao tới. Trong những đợt sóng cuộn trào, Sư Minh Thành như một người khổng lồ chống trời. Trên người hắn vẫn còn phủ tấm lưới đánh cá do quy tắc tạo thành, nhưng hắn cưỡng ép lao ra khỏi lưới, như thể dùng tấm lưới này làm áo. Choàng, cá này có thể vào lưới, nhưng không thể bị bắt. Lưới thuộc về ai, vẫn chưa thể nói. Sức mạnh của Sư Minh Thành và Lý Mão va chạm điên cuồng trên bề mặt cơ thể, sự va chạm của hai loại đạo không ngừng nghỉ nửa khắc. Như nắm đấm của hắn đã phá vỡ tất cả, mang theo chống lắc, lao đến trước mặt Tiền Sửu. Hắn như một con ngựa hùng dũng kéo hàng vạn cân vẫn tiếp tục lao tới, nắm đấm của hắn mang theo vạn cân. Ngay lúc này, một sợi dây buộc tóc nhẹ nhàng rơi xuống, không biết bằng cách nào đã buộc chặt mái tóc rối bù của Sư Minh Thành, giúp hắn chỉnh trang lại vẻ ngoài, sau đó kéo tóc hắn thẳng lên trên. Một chiếc gương trang điểm được mở ra trong tay Tiền Sửu, dựng lên soi chiếu, mặt gương phản chiếu ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt bao phủ Sư Minh Thành. Mà dưới chân hắn chỉ cần một điểm, thuyền nhỏ đã chuyển động như tên rời dây cung, trong nháy mắt lướt sóng ra xa. Loạt động tác này không có chút khói lửa nào, thể hiện phong thái tông sư ung dung tự tại. Là người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc chỉ đứng sau Triệu Tử, đạo của Tiền Sửu cũng là thần thông của ông ta, chính là Bách Bảo. Thiên hạ tu hành danh điển Triều Thương Ngô đã từng mô tả về thần thông này, gọi là vạn biến vạn hóa đều do ta, trăm mưu trăm kế đừng tự lo. Nhờ Bách Bảo, Tiền Sửu có thể triển khai gần như vô tận các biến hóa năng lực, tuy mỗi loại bảo vật đều có giới hạn, nhưng kết hợp lại có vô số khả năng. Ông ta thực sự có thể được coi là chân nhân đương thời có khả năng ứng phó với tình huống phức tạp nhất, bất kể gặp phải khó khăn gì, luôn có thể tìm ra giải pháp tương ứng. Ầm ầm ầm, Sư Minh Thành liên tục tung quyền, đấm trời đạp đất, thể hiện uy lực vô song. Ngay lập tức phá biển mà ra, đứt dây buộc tóc, đập vỡ gương trang điểm, nhưng Tiền Sửu đã đi xa. Có thể sống sót trong cạm bẫy này lâu đến vậy, quả nhiên Bình Đẳng Quốc không phải hạng tầm thường. Sư Minh Thành cười lớn, tiếng cười vang động đất trời, thân ảnh phóng thẳng lên không trung, tới đây. Để ta đập nát đầu lâu các ngươi, xem thử chân thân các ngươi là gì, xem thử lũ chuột nhắt các ngươi rốt cuộc là ai. Chúng ta bước đi trong bóng tối của thế gian, sống cuộc đời gian truân, trải qua thử thách khắc nghiệt, sống nay chết mai, không biết ngày mai ra sao. Không phải chúng ta không thể như các ngươi, ngồi trên cao, ăn sung mặc sướng. Mà bởi vì chúng ta kiên định với lý tưởng của mình, tuân theo đạo của mình. Con thuyền nhỏ chở Tiền Sửu lướt nhanh trên sóng dữ, ông ta lớn tiếng nói, chúng ta khát uống nước cống hôi tanh, mong rửa sạch mọi ô uế trên đời. Các ngươi ăn mỡ dân uống máu dân, có từng nghĩ đến một người dân nào không? Rốt cuộc ai mới là lũ chuột nhắt? Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2137, thế đạo này, thế nào mới là công bằng bình đẳng? Nếu muốn tô vẽ mình thêm phần cao đẹp, chúng ta có người chuyên nghiệp hơn. Lừa người thì được, đừng lừa dối chính mình. Sư Minh Thành liên tục tấn công,
phá vỡ mọi chướng ngại trước mặt, lại đây, đến trước nắm đấm của ta, kiểm chứng lý tưởng của ngươi. Trên bầu trời cao, ba vị cao thủ đương thời giao chiến ác liệt, Sư Minh Thành một mình đấu với Tiền Sửu và Lý Mão, đánh cho trời đất mịt mù. Ngồi trước bàn cờ, Tô Quan Doanh chỉ nhạt nhẽo cười, liên tiếp hai nước là điều luật cờ không cho phép, toàn trắng một đen khai cuộc, rõ ràng là gian lận trắng trợn. Ngươi là kẻ hộ đạo bình đẳng, ta hỏi ngươi, đây là công bằng ư? Đối diện nàng, Triệu Tử vẫn bình tĩnh, ta kể ngươi nghe một câu chuyện cười, đối phó tà ma ngoại đạo, chẳng cần nói giang hồ đạo nghĩa, mọi người cùng xông lên. Tô Tổng Đốc thấy sao? Tô Quan Doanh mặt không đổi sắc, nhạt nhẽo. Vậy ta đổi cách nói. Triệu Tử nói, quận thành ngươi làm chủ, nơi này ta làm chủ. Ta muốn đi hai nước liên tiếp, ta cứ đi hai nước liên tiếp. Tâm trạng tốt, ba nước cũng được, chẳng cần công bằng nữa. Công bằng chân chính, ở thời đại này vốn không tồn tại. Cũ kỹ hủ bại một ngày không bị lật đổ, tươi sáng mới mẻ một ngày không đến. Chúng ta đều đang vì nó mà nỗ lực, nếu ngươi sống đủ lâu, có lẽ ta có thể mang thời đại lý tưởng đó đến cho ngươi. Tô Quan Doanh chậm rãi nhấc một quân cờ, đặt xuống bàn cờ, chỉ nói, thật sao? Cạch, quân cờ đen này rơi xuống bàn cờ, trong khoảnh khắc đất trời biến đổi. Chỉ thấy trên bàn cờ, lấy quân cờ đen này làm trung tâm, rất nhiều quân cờ trắng đều bị nhuộm thành màu đen. Mà tương ứng với nó, rất nhiều người cầm quân trắng trong thế giới bàn cờ nhanh chóng chuyển thành người cầm quân đen. Sự biến đổi này như núi lở, như sóng cuốn, trong nháy mắt đã thành. Khi ngón tay của Tô Quan Doanh nhấc lên, rời khỏi quân cờ này. Thế giới bàn cờ này chỉ còn lại ba người cầm quân trắng, Triệu Tử, Tiền Sửu, Lý Mão. Sau khi ngồi xuống, hạ hai quân cờ với Triệu Tử, nàng đã hoàn thành việc xâm nhập thế giới bàn cờ này. Quả nhiên không hổ là Tô Quan Doanh, Triệu Tử không khỏi tán thưởng. Tay lại hạ xuống một quân cờ, rất nhiều quân cờ đen trên bàn cờ lại biến thành màu trắng. Người cầm quân đen trong thế giới bàn cờ cũng nhanh chóng chuyển thành người cầm quân trắng. Tô Quan Doanh cầm quân đen lại hạ xuống, Triệu Tử cầm quân trắng lại hạ xuống. Hai người liên tiếp hạ vài nước cờ, quân cờ đen trắng trên bàn cờ không ngừng biến đổi, những tu sĩ bị cuốn vào thế giới này cũng lúc trắng lúc đen không có điểm dừng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dừng lại, trước một khắc còn đang tiến về phía trước, sau một khắc lại quay đầu giết ngược lại, cuối cùng là không thể nhúc nhích. Quân cờ đen trắng trên bàn cờ bây giờ đã tạo thành thế cân bằng, mỗi bên chiếm một phương, thắng bại khó phân. Người cầm quân đen, cầm quân trắng trong thế giới bàn cờ cũng thế lực ngang nhau, ngươi có ta, ta có ngươi. Mà đúng lúc này, quân cờ đen trên bàn cờ vẫn luôn tiến về phía trước, vừa đúng một bước, đặt vào thiên nguyên. Sau khi đánh bay tất cả những người cầm quân trắng trên đường đi, Khương Vọng cuối cùng cũng đã đến nơi này. Không chút do dự vung ngang một kiếm, điểm vào mi tâm Triệu Tử, quân cờ này nên rơi vào đây, giết cờ rơi. Thế giới bàn cờ này, tuy là sân khấu giao đấu của người thật, Khương Vọng hắn cũng có thể chấp bút. Một kiếm này, từ khi vào thế giới bàn cờ đã bị áp chế đến nay, lực không thể phát ra, thế không thể giải phóng. Tích lũy đến cực điểm, chìm xuống dưới. Một khi bùng nổ, rực sáng trời đất, giết chết chân nhân. Ánh sáng của kiếm này, gần như muốn xé toạc thế giới bàn cờ này. Đen. Triệu Tử giơ tay trái lên, hai ngón tay khép lại, vừa vặn kẹp lấy mũi kiếm. Kiếm khí mang theo bởi trường kiếm gầm thét điên cuồng, nhưng lại giống như bị mắc kẹt trong một căn phòng kín, không thể thoát ra, nửa tia cũng không thể lọt ra ngoài. Đâu chỉ là kiếm khí. Khoảnh khắc này, toàn thân Khương Vọng đều bị phong ấn, ngay cả ánh mắt cũng bị khóa trong hốc mắt. Thế giới đã đóng cửa với hắn, khóa cửa sổ lại, khiến hắn đơn độc thành tù nhân. Mà Triệu Tử chỉ ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc nhìn hắn, xem cờ không nói mới là chân quân tử, võ an hầu như vậy là không được đâu. Nói xong, hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên, Khương Vọng lập tức bị hất bay ra xa cả người lẫn kiếm. Cùng lúc đó, tay phải của nàng lại nhấc lên một quân cờ trắng, ngay ngắn đặt lên bàn cờ, nói với Tô Quan Doanh, đến đây, bây giờ chúng ta chơi cờ một cách đàng hoàng, mỗi người một quân một lượt, ai cũng không được gian lận. Được không? Quân cờ trắng này vừa rơi xuống, một người đàn ông ăn mặc như phu khuân vác đột nhiên bước ra từ những ô vuông đan xen nhau. Hắn bên trên mặc áo ngắn, bên dưới là quần ngắn đến đầu gối, lộ ra cả người cơ bắp như đá. Vị trí xuất hiện vừa đúng là điểm rơi của Khương Vọng bị đánh bay. Hộ đạo nhân Trừ Tuất của Bình Đẳng Quốc,
chào hỏi Võ An Hầu. Hắn ngửa người ra sau, kéo nắm đấm, như kéo căng một cây cung. Sức mạnh khủng khiếp khiến không khí cũng ẩn như dây cung run lên. Lúc này, thân thể của Khương Vọng vẫn còn bị Triệu Tử kiềm chế. Khí huyết chân nguyên toàn thân đều bị phong ấn. Không thể né, không thể tránh, không thể phản kích. Đây chính là sự công bằng mà ngươi theo đuổi sao? Đối với Võ An Hầu của chúng ta, có vẻ không công bằng lắm. Tô Quan Danh không quay đầu lại, nhưng tay trái đã giơ lên, chuẩn bị thúc giục sức mạnh, giải trừ phong ấn cho Khương Vọng. Nhưng tay trái của Triệu Tử không biết từ lúc nào đã đặt lên, nắm lấy tay trái của nàng. Tay của Tô Quan Danh mảnh mai hơn, tay của Triệu Tử lạnh lẽo hơn. Lúc này hai người nhìn nhau, Triệu Tử có chút ngại ngùng nói, ta đã nói rồi, thời đại công bằng đó còn lâu mới đến. Cho nên chúng ta bây giờ tạm thời sử dụng phương pháp của thời đại này. Tô Quan Danh lật năm ngón tay, xoay tay đè tay trái của nàng xuống, nếu thời đại đó là như vậy, ta thấy vẫn là không nên đến thì hơn. Chúng ta sinh ra trong một thời đại sai lầm, muốn sửa chữa sai lầm, tự nhiên phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn. Bây giờ ngươi không hiểu cũng không sao, ta tin rằng sẽ có một ngày, tất cả những hy sinh đều sẽ được chứng minh là xứng đáng, tất cả những hiểu lầm đều sẽ được thấu hiểu. Ừm, tự an ủi rất tốt. Tay trái của hai vị chân nhân đương thời, cứ như vậy trên bàn cờ ngươi đến ta đi, lấy xung quanh lòng bàn tay làm chiến trường, lấy 10 ngón tay làm chiến binh, điên cuồng giao đấu. Mà tay phải của các nàng lại lần lượt nhặt quân cờ, đặt lên bàn cờ. Lần này, khi quân cờ rơi xuống, thế giới bàn cờ không có biến hóa. Những tu sĩ cầm quân trắng hoặc quân đen đều cứng đờ bất động, bị tước đoạt tính chủ động. Các nàng vậy mà thật sự bắt đầu chơi cờ. Kết thúc ván cờ có lẽ có thể quyết định thắng thua. Nhưng ván cờ này, Triệu Tử chiếm ưu thế tuyệt đối. Bởi vì dù quân đen bị ăn hay quân trắng bị ăn, chết đều là nhân tài của Nam Cương. Tô Quan Danh phải cao hơn Triệu Tử bao nhiêu đẳng cấp về cờ nghệ mới có thể duy trì thế cân bằng mà không mất quân. Kỳ thủ như vậy, căn bản không thể tồn tại. Nàng chỉ có thể không tính toán hy sinh mới có khả năng thắng ván này, mới có thể có cơ sở để đối xử công bằng. Mà sự hy sinh này liệu có bao gồm cả Khương Vọng mà lúc này nàng đã không còn cố gắng cứu nữa không? Có lẽ chỉ có chính nàng mới có câu trả lời. Trong thế giới bàn cờ đồng thời mở ra mấy chiến trường, khắp nơi chém giết không ngừng. Vào khoảnh khắc này, hộ đạo nhân tên Trừ Tuất, nắm đấm như trăng tròn, bước tới như cung tên rời khỏi dây. Không chút giữ lại một quyền, đánh thẳng vào đỉnh đầu Khương Vọng. Quyết tâm tiêu diệt Võ An Hầu của Đại Tề vào lúc này. Mà Khương Vọng, trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng đỏ. Trong thế giới thần hồn, một trận chiến kịch liệt lập tức bắt đầu. Trong biển nguyên thần mênh mông, thần hồn của Trừ Tuất bị kích thích hiển hóa, cao lớn cường tráng, nhìn quanh tự hào. Bước ra khỏi Uẩn Thần Điện, giơ chân đạp lên đạo mạch chân long. Gầm, đạo mạch chân long gầm thét giận dữ. Cường long khó áp địa đầu xà, chân long này thì lại thế nào? Thần nhân đạp chân long, thật sự nắm giữ tất cả, chấn áp tám phương, ý niệm động pháp theo, khiến thiên địa làm theo. Hắn ta là chủ nhân rõ ràng của thiên địa này, không sợ bất kỳ thách thức nào từ bên ngoài. Tuy nhiên cũng vào lúc này, khi thần hồn hiển hóa của Trừ Tuất đạp chân long bay lên, trên bầu trời của biển nguyên thần bỗng nhiên xuất hiện một tòa lầu cửa sang trọng tột cùng. Sự sang trọng của nó không phải là vàng son lộng lẫy, cũng không phải ánh sáng rực rỡ, mà là cao cao tại thượng, cao vút 9 tầng mây. Nó cổ xưa và uy nghiêm, có một loại khí tức chí tôn chí quý, khiến người ta cúi đầu bái lạy. Như có chủ nhân của thiên địa, sẽ từ cửa này bước ra ngoài sẽ nhìn xuống nhân gian. Nó mạnh mẽ đặt trên bầu trời, muốn muôn nước thần phục. Thiên địa này đương nhiên có chủ, nhân của nó, nhưng khi cửa này giáng xuống, thế giới này sẽ xuất hiện một chủ nhân duy nhất. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, chính là thần hồn bí thuật, Chiêu Thiên Khuyết. Chương 2138, ai chịu thần phục? Trong quá trình bị Triệu Tử búng bay, Khương Vọng vẫn luôn cố gắng phá vỡ phong ấn. Nhưng dù dùng hết mọi cách, vẫn còn thiếu một chút. Lúc này đối mặt với công kích của Trừ Tuất, thân thể căn bản không kịp phản ứng. Khoảnh khắc này chỉ có thể dựa vào thần hồn. Hơn nữa nếu không thể giành được thắng lợi tiêu diệt đối thủ ở tầng thứ thần hồn, ván này có thể tuyên bố kết thúc. Cho nên hắn không chút giữ lại,
vừa ra tay đã là Triều Thiên Khuyết. Đây là bí pháp cường đại có thể sử dụng đến cảnh giới chân quân, Tề Võ Đế từng dùng thuật này trấn sát vô số cường địch. Đặt trong tất cả sát thuật thần hồn từ xưa đến nay, ánh sáng của nó sẽ không bị che khuất. Thứ hạn chế uy lực của nó chỉ có tu vi của Khương Vọng, chứ không phải bản thân bí thuật. Trong biển nguyên thần mênh mông vô bờ, tòa thiên khuyết cổ xưa này vừa xuất hiện, đạo mạch chân long đang mang chử tuất bay lên trời cao lập tức kêu lên một tiếng bi thương, đột nhiên rơi xuống, vảy bay sừng rung, nặng nề đập vào mái nhà của Uẩn Thần Điện. Thân rồng rơi vỡ như thủy tinh, khiến Uẩn Thần Điện này cũng rung lên ẩn ẩn, trên mái nhà xuất hiện những vết nứt dày đặc. Thiên địa này, ai là chủ nhân? Chí tôn giáng lâm, ai dám không thần phục? Triều Thiên Khuyết quá mạnh mẽ, giống như đương kim thiên tử, xông vào nhà của bề tôi. Dù ngươi là chủ nhân của một nhà, cũng phải quỳ lạy trước ta. Chử tuất dù sao cũng chống đỡ được áp lực, một cước đá văng đạo mạch chân long vẫn đang rên rỉ, khiến nó tránh ra xa để dưỡng thương, đồng thời một lần nữa tranh đoạt chủ quyền của thiên địa này. Thân thể do thần hồn hiển hóa thì nhảy lên cao, tóc dài bay múa, đối mặt với Thiên Khuyết. Trước mắt là bí thuật khủng bố trấn áp tất cả trong truyền thuyết của Tề Võ Đế. Ai có thể không lùi bước? Nhưng nơi này là biển nguyên thần của Chử Tuất hắn, là nội thiên địa của Chử Tuất. Có lẽ thiên địa đều phục, vạn dân đều thần, nhưng hắn ta sẽ không phục, hắn ta sẽ không quỳ. Bình đẳng quốc chính là vì phá vỡ thời đại cũ mà đến. Chính là những thứ mục nát, bất công, cũ kỹ đó mới khiến thế giới vốn nên tươi đẹp lại u ám như vậy. Những tiếng khóc đau thương trong góc khuất không ai lắng nghe, bình đẳng quốc vì thế mà ra đời. Cái gọi là thời gian là mũi tên nhọn dỉ xét hoen ố, đất trời này là lò lửa đốt cháy vạn vật. Ngàn năm thăng trầm cho ai xem? Công Khanh Vương Hầu, máu Vương Quan Bảo. Năm đó Chiêu Vương vì bài thơ Huyết Y này, chấm máu mà viết, từng chữ đều là tiếng kêu đau đớn. Không có gì là hùng tâm tráng trí, chỉ thấy lời thề vì thiên hạ thương sinh mà loại bỏ bệnh tật. Vì lý tưởng sục sôi đó mà liều chết, chử tuất hắn sao có thể cam chịu đứng sau. Lúc này, sau lưng hắn ta vừa đúng có một lá cờ màu đen sắt kiên quyết tung bay, đón gió phấp phới. Chính giữa lá cờ đen như đêm, thêu một chiếc cân đĩa có hình dáng cổ xưa, toàn thân đỏ như máu, chỉ có khay cân là màu trắng, giống như tuyết. Màu sắc của lá cờ là ý chí của sắt thép. Màu sắc của cân đĩa thì có nghĩa là dùng máu tươi để cầu sự thuần khiết, dùng hy sinh để cầu công bằng. Cân đĩa rất nhỏ như con thuyền lẻ loi, lá cờ rất lớn như đêm vĩnh hằng. Đây chính là bình đẳng thiết kỳ. Nó là biểu tượng cốt lõi của bình đẳng quốc, cũng là thần hồn bí thuật độc nhất vô nhị của bình đẳng quốc. Cho đến lúc này, hắn ta vẫn muốn che giấu thân phận, không muốn để lộ vai trò mà mình đóng trong khung quyền lực hiện thực, chỉ sử dụng sức mạnh độc môn của bình đẳng quốc. Lá cờ sắt này vừa tung bay, linh thức lực lượng của Chử Tuất lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, biến hóa ra từng bóng dáng kỵ sĩ máu, xếp thành một hàng. Trong nháy mắt, ngàn quân vạn mã cùng nhau xông về phía trước. Chỉ thấy kỵ sĩ máu như thủy triều dâng trào, nhe nanh múa vuốt che phủ bầu trời. Thiên địa chí tôn gì chứ? Chủ nhân nơi đây gì chứ? Chí cao vô thượng gì chứ? Bình đẳng quốc quyết tâm lật đổ nó, mang theo quyết tâm triệt để phá vỡ thời đại cũ, ngàn quân vạn mã chém thiên vương. Màu đỏ mênh mông, cuồn cuộn, lan tràn khắp nơi, thật sự có khí thế thay trời đổi đất. Ngay lúc này, cánh cửa thiên khuyết cổ xưa kia ầm ầm mở ra, trên 9 tầng trời mở ra cửa lớn, chí tôn vạn giới giáng lâm nhân gian. Ngàn quân vạn mã đều cúi đầu, với uy nghiêm của chủ nhân vạn thế, áp chế cả khí thế xung phong của kỵ sĩ máu đỏ, áp chế cả bình đẳng xích kỳ bay ngược ra sau. Mà từ phía sau thiên khuyết đó, bùng nổ ra một cột sáng màu vàng đỏ, rút ngắn quá trình le lói trên đường chân trời, xóa bỏ sự chờ đợi không nên có, trực tiếp hoàn thành tích tụ lực lượng trong thiên khuyết, cửa vừa mở, cột sáng đã đổ xuống. Bí thuật thần hồn sáng tạo riêng của Khương Vọng, động kim trác. Cột sáng vàng đỏ mang theo màu sắc bất hủ, trong nháy mắt đã xuyên qua thủy triều đỏ như máu, đâm vào Chử Tuất không kịp đề phòng, xuyên thủng thần hồn hiển hóa của hắn ta. Mà vào lúc này, thần hồn hiển hóa của Khương Vọng mới bước ra từ thiên khuyết cổ xưa đó. Không phải là chí tôn đế vương, mà là hình tượng Bồ Tát trang nghiêm, loại bỏ lục dục. Miệng hắn tụng kinh Phật, lớn tiếng nói, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, ứng tác như thị quán. Hắn tiếp thu đề nghị của Đấu Chiêu,
đặc biệt học vài câu trong Kinh Kim Cương. Cũng phải nói, quả thật phù hợp với thuật này hơn so với chứng ngộ bất diệt Kim Cương Kinh của Tịnh Hải. Vào lúc này, trong tai Chử Tuất nghe thấy tiếng kêu bi thương của Đạo Mạch Chân Long, tiếng vẫy vùng của Bình Đẳng Xích Kỳ, tiếng kêu ai oán của từng kỵ sĩ máu tan chảy như tuyết. Tất cả đều hóa thành một loại hoan hô. Vô số đồng đạo đang hoan hô, đang ăn mừng sự xuất hiện của thời đại mới. Bị Triều Thiên Khuyết không chút lưu tình trấn áp, lại bị Động Kim Trác đánh trọng thương linh thức. Lúc này thần hồn hiển hóa của Chử Tuất có chút chập chờn bất định, tâm thần của hắn ta bắt đầu hoảng hốt. Lục Dục Bồ Tát trước mắt nhẹ nhàng bay đến, rõ ràng là chiêu vương vĩ đại. Biểu cảm trên khuôn mặt chính là gật đầu tán thưởng với hắn ta. Thanh bảo kiếm trên tay chính là huân chương muốn trao tặng cho hắn ta. Hắn ta đã lập được công lao không thể phai mờ cho Bình Đẳng Quốc, vì quét sạch tất cả những thứ bất bình đẳng đó, đã cống hiến sức mạnh nhiệt huyết của mình. Mà bây giờ hắn ta đã nhìn thấy thế giới mà mọi người đều bình đẳng. Hắn ta đã đến tương lai vô cùng tươi sáng đó. Lúc này đây, hắn ta nước mắt lưng tròng mà nụ cười rạng rỡ. Cứ như vậy, trong thế giới tràn ngập yêu thương và ấm áp, rơi vào giấc mộng vĩnh hằng. Trong thế giới thần hồn, một hơi thở ngàn ý niệm, ác chiến bao nhiêu hiệp. Bên ngoài thế giới thần hồn chỉ là một cái chớp mắt. Thân thể cường tráng của Chử Tuất căng như cung tên, đột nhiên phát ra tiếng căng đứt dữ dội. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2139, lật bàn cờ. Bang, 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 như ai đó đang bật bông vậy. Đó là sau khi mất đi sự kiểm soát của linh thức, sức mạnh cường đại trong cơ thể không còn dẫn dắt kiềm chế, trực tiếp làm đứt kinh mạch của hắn ta. Mà trên mặt Chử Tuất vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ, trong mắt là nước mắt vui mừng. Cứ như vậy ngã xuống đất, ngã xuống trong thế giới bàn cờ, mãn nguyện mà chết đi. Chử Tuất, hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, tuyệt đối không yếu trong số các thần lâm tu sĩ, vậy mà bị giết trong nháy mắt. Thân thể của hắn ta vẫn không ngừng phát ra tiếng động như đang chúc mừng hắn ta. Cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh mới coi như kết thúc. Lúc này, thân thể của Khương Vọng vẫn đang bay ngược, sắp đập vào một người cầm quân đen. Nhưng một ngọn lửa đỏ bùng lên xung quanh, trong nháy mắt lan khắp cơ thể này. Hắn đột nhiên đứng vững, lơ lửng trên không, nhìn về phía Triệu Tử từ xa. Ánh sáng đỏ trong mắt lóe lên, ngọn lửa đỏ rực bốc cháy trên đỉnh đầu Triệu Tử. Vậy mà trong thời gian phá vỡ phong ấn, lại một lần nữa phát động tấn công vào chân nhân đương thời. Hắn đã giết Chử Tuất, phá vỡ phong ấn, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, vậy mà lập tức tiếp tục trận chiến trước. Đó, một lần nữa khiêu khích chân nhân, võ đức thật sự dồi dào. Lúc này, Triệu Tử vẫn đang giao đấu không ngừng với Tô Quan Doanh. Tay trái biến hóa ngàn vạn loại chỉ pháp, ngươi đến ta đi, đấu trí đấu lực. Tay phải nhanh chóng đánh cờ, đặt quân như bay, đã dùng hết tất cả những gì học được trong đời. Một chút sơ, ý, tóc dài đã bốc cháy. Mặc dù nàng chỉ cần nhìn lên, ngọn lửa cháy trên tóc đã bị khoanh lại, di chuyển đến trước mặt. Chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ, vẫn ngoan cố lay động. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp có phần chán đời của nàng, lúc này cũng không khỏi cau mày. Thời gian tuy rất ngắn, nhưng trên đỉnh đầu đã bị cháy ra một vết lõm rất xấu xí. Tóc bị hủy, có 20 sợi, 50 sợi, hay 100 sợi, mùi khét lẹt, tóc bị cháy quăn lại. Khương Vọng à Khương Vọng, ta rốt cuộc đã biết tại sao ngươi là Võ An Hầu rồi. Triệu Tử lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc hơi mãnh liệt, điều này khiến nàng càng giống một người thật bằng xương bằng thịt, ngươi thật sự quá lỗ mãng. Nàng vung tay trái, ngay lập tức hất tay đang giao đấu với Tô Quan Doanh ra. Tay phải trực tiếp, nắm cả bàn cờ, lật lên. Tóc đều đã bị đốt, còn chơi cờ cái gì nữa? Quân cờ đen trắng bay tán loạn khắp trời, thế giới bàn cờ vô hạn biến mất. Mọi người một lần nữa xuất hiện trên hổ đài. Triệu Tử lật đổ bàn cờ, đương nhiên không phải chỉ vì tức giận. Khương Vọng giết Chử Tuất trong nháy mắt, đã thể hiện sức mạnh can thiệp vào ván cờ. Nàng từ bỏ thế giới bàn cờ, chính là vì đã không thể giành chiến thắng từ đó nữa. Lúc này, các tu sĩ cầm quân đen và quân trắng đều trở về bản thân, trở lại thân phận thí sinh, giáp sĩ, quan lại của Tổng đốc phủ. Trên mặt đất, lặng lẽ nằm bảy thi thể,
trong đó có một người là hộ đạo nhân trừ tuất của Bình Đẳng Quốc. 6 người còn lại đều là thí sinh, chết trong ván cờ của Tô Quan Doanh và Triệu Tử. Sư Minh Thành đang chiến đấu với Tiền Sửu, Lý Mão, cũng thoát khỏi sự biến hóa của thế giới bàn cờ, chiến đấu trên không trung của Hồ Đài. Chỉ là vốn đã chiếm thượng phong, lúc này Sư Minh Thành càng áp chế Tiền Sửu và Lý Mão đánh, quyền thế bá đạo vô song, đánh đến mức trời thấp mây đen. Sự sụp đổ của thế giới bàn cờ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Thoát ra khỏi bàn cờ, chỉ có Khương Vọng bị nhắm vào, cả người bị lật ngược theo. Hắn không phải chỉ đơn giản là mất thăng bằng, đứng không vững, mà là bị Triệu Tử dùng sức mạnh lật đổ thế giới bàn cờ, đánh mất căn bản đứng vững. Thân thể của hắn bị hất văng ra sau, tuy phía sau không có gì, nhưng không khí đặc quánh như gạch đá, quán tính cực lớn. Mang theo hắn, đập nát từng viên gạch không khí, mà lực vẫn chưa hết, phát ra tiếng nổ liên miên không dứt. Cứ như vậy lộn nhào trên không, chung mấy chục vòng mới miễn cưỡng dừng lại được. Cho dù hắn đã có Kim Khu Ngọc Tủy, lại mới luyện thành Huyền Thiên Lưu Ly Công, lúc này cũng có chút choáng váng. Lúc này, Triệu Tử đứng trước bàn sách bị lật đổ, trở lại Hồ Đài, trở về thế giới này, nhưng lại dường như cách thế giới này xa hơn. Mà Tô Quan Doanh vẫn bình tĩnh ngồi, có phong thái không màng danh lợi, nhàn nhã nhìn mây bay. Thế giới bàn cờ vừa sụp đổ, nàng là Tổng đốc Nam Hạ, ngay lập tức đã câu thông với Tổng đốc Phủ Nam Hạ ở Quý Ấp Thành, có được lực lượng quốc thế do chính Tề Thiên Tử ban cho. Không nói đến việc so sánh với Chân Quân, nàng tạm thời còn chưa thể vận dụng quốc thế Nam Cương đến mức độ đó, nhưng dựa vào nó để áp chế chân nhân mạnh nhất của Bình Đẳng Quốc cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ván này, Bình Đẳng Quốc đã không còn khả năng thắng, nhưng Triệu Tử hiển nhiên không cho là vậy. Nàng không nhìn Tô Quan Doanh, cũng không nhìn Tiền Sửu, Lý Mão và Sư Minh Thành đang chiến đấu, nàng vẫn chỉ nhìn chằm chằm Khương Vọng vừa mới dừng lại được và chỉ kiếm một cái. Cảm giác nguy hiểm to lớn dâng lên trong lòng, Khương Vọng điểm mũi chân, di chuyển cực nhanh trên không trung, trong nháy mắt chuyển hướng hàng trăm lần, tàn ảnh để lại vẽ ra một khối cầu len xanh lập thể cực kỳ phức tạp giữa trời đất. Nhưng đột ngột dừng lại, khoảnh khắc này, kiếm khí gầm thét bao vây lấy hắn, khiến hắn không thể né tránh. Một đường lửa đỏ nhanh chóng lan ra khắp người, Khương Vọng dứt khoát dựng kiếm trước mặt như một thanh kiếm chống trời. Phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, ứng đối không thể nói là không mạnh. Nhưng kiếm khí vô hình vẫn đâm tới, thân kiếm của Trường Tương Tư bị ép về phía mặt, tự làm mình bị thương bằng mũi. Kiếm, Thiên Phủ Chi Khu lúc này hiển hiện, trong ngàn cân treo sợi. Tóc, Khương Vọng mạnh mẽ vặn thân kiếm, khiến mũi kiếm áp vào mặt biến thành sống kiếm, lại dùng tay trái cùng lúc với kiếm chỉ, chắn ngang trên sống kiếm. Cong, sống kiếm ép ngón tay, hai ngón tay đập vào trán, phát ra một tiếng vang nhỏ, suýt chút nữa đã làm vỡ xương trán. Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, khéo léo hóa giải sát chiêu của chân nhân đương thời. Ai nhìn thấy cũng phải khen một tiếng Võ An Hầu giỏi quá. Nhưng Khương Vọng chỉ cảm thấy ra đầu hơi lạnh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cho đến lúc này, tàn ảnh để lại do hắn di chuyển điên cuồng mới biến mất hết, đồng thời biến mất. Còn có cả mái tóc đen dài được búi gọn của Võ An Hầu. Đại Tề, nói chính xác là toàn bộ đỉnh, đầu bị cắt phẳng, chỉ còn lại một vòng xung quanh. Triệu Tử nhìn hắn, thản nhiên nói, sau này ta gặp ngươi một lần, sẽ làm ngươi hói một lần. Tóc bị cắt như vậy, một lớp, đương nhiên rất xấu xí. Nhưng trong mắt Khương Vọng không có chút gợn sóng nào. Đối với hắn, bây giờ đã tiến vào trạng thái chém giết, chỉ cần không phải đầu bị cắt thì không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục chiến đấu. Tất cả thí sinh, đề kỵ, quan lại đều rút khỏi Hồ Đài, rút về Quý Ấp Thành. Ổn định trật tự Quý Ấp, lấy tiền đề không để dân chúng náo loạn làm nhiệm vụ quan trọng nhất, nơi này đã có bản hầu. Trong khi nói, ánh sáng ngũ, phủ thần thông khắp người hắn xoay chuyển, khiến hắn rực rỡ chói lọi, bước lên không trung, hỏa vực rực rỡ bao quanh, thân như sao băng đuổi theo mặt trăng, hắn đã vung kiếm lao thẳng về phía Triệu Tử. Hắn đương nhiên không phải tự phụ có thể địch lại chân nhân đương thời, mà là tin rằng Tô Quan Doanh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội trong trận chiến. Và hắn xác định, hắn có thể ảnh hưởng đến cán cân chiến đấu giữa Tô Quan Doanh và Triệu Tử. Hắn rất tỉnh táo, cũng rất tự tin, cho dù lúc này bị
cắt mất tóc, hắn thật sự không thể gọi là phong độ. Tô Quan Doanh nhíu mày, chỉ hét lên, Võ An Hầu lui ra trước. Khương Vọng không biết lý do, nhưng theo bản năng chọn tin tưởng. Kiếm vừa mới vung lên, người đang ở giữa không trung đã vẽ ra một đường cầu vồng, quay, ngược ra ngoài. Kỹ năng chiến đấu của hắn thật sự đã đạt đến đỉnh cao mới có thể thu phóng tự nhiên như vậy. Chuyện tóc bị đốt có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dù thế nào cũng không thể quan trọng hơn nhiệm vụ của Bình Đẳng Quốc. Triệu Tử vào lúc này còn có tâm trạng so đo với Khương Vọng. Điều Tô Quan Doanh cảm nhận được là sự tự tin mạnh mẽ của người này. Sự tự tin này đến từ đâu? Nàng quát lui Khương Vọng, bản thân cũng đứng dậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trên cao hơn cả nơi ba vị chân nhân đương thời là Tiền Sửu, Lý Mão và Sư Minh Thành đang giao chiến. Vòm trời Nam Hạ bỗng chốc biến ảo khôn lường, một khuôn mặt người khổng lồ đột ngột xuất hiện. Chẳng biết là trời xanh tạo nên khuôn mặt ấy hay khuôn mặt ấy thay thế cả trời xanh. Nó trải dài khắp vòm trời, tựa như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Khuôn mặt người ấy có ngũ quan vuông vức, mang đến cảm giác uyên thâm, chính trực. Chỉ cần liếc nhìn một cái, người ta cũng cảm thấy như được khai sáng, muốn thành tâm bái phục. Uy nghiêm vô tận giáng xuống, thiên địa không còn tồn tại bất kỳ chân lý nào khác. Đây là chân lý duy nhất, là vĩnh hằng duy nhất, trong đó ẩn chứa nỗi sợ hãi lớn lao. Sư Minh Thành, người đang giao chiến với Tiền Sửu và Lý Mão, dũng mãnh vô song, tung một quyền đẩy lui hai đối thủ, rồi đột ngột đổi hướng, đẩy tốc độ lên đến cực hạn, trong nháy mắt thoát khỏi vòng chiến, bay ra ngoài hổ đài. Nhưng trên không trung nơi hắn bay vút qua, mây cuồn cuộn như biển cả, trong phút chốc kết thành một bàn tay khổng lồ, bám sát theo hắn, rồi bất ngờ hạ xuống. Không có chút cơ hội phản kháng nào, thân hình vạm vỡ của Sư Minh Thành bị ấn thẳng xuống đất. Tại chỗ chỉ còn lại một hố lõm hình bàn tay khổng lồ. Giữa hố lõm là một hang động hình người sâu hoắm, không biết sâu đến đâu. Chương 2140, Chiêu Vương xuất kích. Ngay cả một chân nhân đương thời cũng bị như vậy. Hơn nữa còn là một chân nhân đương thời như Sư Minh Thành. Thực lực của người đến không cần phải bàn cãi thêm, là thành công, thần hiệp hay là chiêu vương. Tô Quan Doanh mất đi vẻ ung dung, tay trái lật một cái, đã lấy ra ấn Tổng đốc Nam Hạ. Cầm ấn này thay mặt thiên tử, điều động quốc thế nơi Nam Cương. Nguồn sức mạnh không ngừng tuôn về phía nàng, khiến nàng lúc này có đủ tự tin để thách thức bất kỳ ai. Biển mây mênh mông cuồn cuộn, khuôn mặt khổng lồ thay thế cả vòm trời đột nhiên thu nhỏ lại, trở thành một chấm đen. Trả lại bầu trời cho hiện thực, còn hắn thì ở xa tận trên cao vạn trượng. Chấm đen này rơi xuống với tốc độ cực nhanh, từ xa đến gần chỉ trong chớp mắt. Xuất hiện ở trung tâm hổ đài là một nam tử có dung mạo rực rỡ như ánh sáng, như lửa, không thể nhìn thẳng. Nói là nam tử, vì giọng nói của hắn rất hùng hồn. Thiên lý rõ ràng, lại dám lấy trứng chọi đá. Hắn là chiêu vương. Ba vị thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc tuy không có sự phân chia lãnh thổ rõ ràng, nhưng thông thường người xử lý công việc ở hai miền Đông Nam của Bình Đẳng Quốc là chiêu vương. Người thường xuất hiện ở hai miền Tây Bắc là thần hiệp. Người tổ chức hoạt động của Bình Đẳng Quốc ở trung vực đa phần là thánh công. Cùng với giọng nói đó, chiêu vương giáng xuống hồ đài, thuận tay đẩy ra ngoài, tư thế của hắn tự nhiên như đẩy cửa sổ ngắm trăng. Nhưng một sự thay đổi căn bản đã xảy ra. Toàn thân Tô Quan Doanh bộc phát khí thế khủng bố không ngừng, mượn danh vị Tổng đốc Nam Hạ, điều động quốc thế hùng mạnh, gần như có được sức mạnh vô hạn, muốn dùng nó để đối đầu với chiêu vương. Thế nhưng lại vô duyên vô cớ, cả người đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ, rời khỏi hổ đài. Như bị thiên địa nơi đây đẩy đi, khi xuất hiện lại, đã ở Hoài Khánh. Vượt qua cả vùng kinh đô và toàn bộ phủ tang, không có chút sức lực phản kháng. Dù lúc này nàng đã vô hạn tiếp cận chân quân, nhưng dù sao vẫn chưa phải chân quân, Nam Cương hiện tại vẫn chưa đủ để đưa nàng lên đỉnh cao siêu việt tuyệt đối. Động chân và diễn đạo, cấp độ sức mạnh có sự khác biệt căn bản. Chiêu vương thật sự muốn giết nàng, cũng dễ như trở bàn tay, chỉ tốn thêm chút công sức. Nhưng lúc này hắn có việc quan trọng hơn phải làm, mang Chử Tuất đi. Hy sinh vì lý tưởng, chúng ta sẽ mãi mãi tưởng nhớ. Hắn thản nhiên dặn dò Triệu Tử một câu, rồi đưa tay thành vuốt, trực tiếp đáp xuống hổ đài.
Triệu Tử cuốn lấy thi thể Trừ Tuất, thân hình lóe lên, đã biến mất. Tiên Sửu, Lý Mão cũng không do dự, lần lượt lẩn trốn rời đi. Dù sao cũng là đối đầu trực diện với một bá chủ quốc như Tề Quốc, bọn họ chỉ có thể chạm nhẹ rồi đi, tuyệt đối không thể ở lại lâu. Sau này Chiêu Vương chưa chắc có thể bảo vệ họ. Bên kia mấy người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc vừa đi. Bên này, toàn bộ hồ đài rộng 3.000 bước bỗng xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Sức mạnh vĩ đại thuộc về Chiêu Vương đã xuyên qua hồ đài này, lan tỏa xuống lòng đất vô tận. Đúng vậy, phá hoại quan khảo Nam Cương, lung lay sự thống trị của Tề Quốc ở Nam Hạ chỉ là một cái cớ. Giải quyết Tô Quan Doanh hay Sư Minh Thành cũng không phải là mục đích thực sự của Bình Đẳng Quốc trong cuộc hành động lớn lần này. Tề Quốc đã dùng một chiến thắng không thể nghi ngờ để giành được uy quyền ở Nam Vực, thống trị Nam Cương đã là sự thật đã định. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể lung lay, tuyệt đối không thể lật đổ. Mà giết một Tô Quan Doanh hay Sư Minh Thành, căn bản không thể ảnh hưởng đến đại cục của Tề Quốc. Chiêu Vương mạo hiểm lớn, công khai ra tay trước mặt mọi người, lẽ nào chỉ để giết một chân nhân? Cái bọn họ muốn là Tư Huyền Địa Cung. Tư Huyền Địa Cung đã bị thiên tử Tề Quốc phá hủy trong cuộc chiến tranh Tề Hạ lần thứ nhất và vẫn chưa được khôi phục cho đến tận cuộc chiến tranh Tề Hạ lần thứ hai. Đinh 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 đong, giữa trời đất như có tiếng đàn gảy lên, nhưng đó không phải tiếng đàn. Đó là sự va chạm của các sợi dây quy tắc, là bản giao hưởng của chân lý thế giới. Chân lý tự có vẻ đẹp, đại đạo tự thành âm nhạc. Sức mạnh vĩ đại của cường giả diễn đạo khiến trời đất tự nhiên hòa hợp. Các vết nứt như mạng nhện lan ra trên bề mặt hồ đài nhanh chóng được lấp đầy bởi ánh sao vô tận. Nó như nước hồ, nhanh chóng chảy khắp các vết nứt. Nó không làm lành các vết nứt, nhưng hồ đài trên thực tế đã trở thành một chỉnh thể hoàn chỉnh một lần nữa. Những vết nứt xấu xí trở thành những hoa văn tuyệt đẹp. 3.000 bước vuông là một hồ đài hoa văn sao đẹp đẽ như vậy, không chỉ dừng lại ở đó. Lúc này, toàn bộ bầu trời cũng được bao phủ bởi một bức tranh sao lộng lẫy, phức tạp. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy bức tranh sao này vừa vặn có thể đối chiếu với hoa văn sao hình thành trên hồ đài lúc này. Không phải là loại cố ý sao chép hoa văn giống hệt nhau, nhưng hai bức tranh có sự hòa hợp, tương ứng lẫn nhau. Đây là sự kết hợp gần như nghệ thuật, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp này. Không có sự hiểu biết sâu sắc về bầu trời sao, không thể trải ra một bức tranh sao phù hợp như vậy. Lúc này, mọi người đều ở dưới bầu trời sao, đều cần ngước nhìn các vì sao. Trong ánh sao lưu chuyển, hóa thành một nam tử có dung mạo trẻ trung khác thường, khoác đạo bào họa tiết sao. Hắn đứng ở phía bên kia của hồ đài hoa văn sao, phất tay áo, tất cả người của Tề Quốc trên hồ đài đã biến mất. Còn hắn một mình đối diện với Chiêu Vương, Nguyễn Tù. Giọng nói của Chiêu Vương trầm hùng, tựa như chân lý đang được phán truyền, ngươi nghĩ mình ngăn cản được ta sao? Thật là khí phách. Đối diện với Nguyễn Tù, người từng giao đấu ngang ngửa với Vũ Vương nhà Hạ mà không hề nao núng, Chiêu Vương lại tỏ ra khinh miệt. Hắn tiến lên một bước, phá vỡ tinh đồ quy tắc của Nguyễn Tù, bước vào phạm vi an toàn của ông. Nhưng Nguyễn Tù chỉ bình thản nhìn hắn, ngươi tốt nhất đừng để lộ sơ hở, đừng để ta đoán ra ngươi là ai. Bình Đẳng Quốc gần như là kẻ thù của tất cả các nước, là sự tồn tại mà mọi bá quốc đều căm ghét. Một khi thân phận thật sự của Chiêu Vương bị bại lộ, dù hắn là ai, kết cục cũng sẽ vô cùng bi thảm. Ha ha ha, Chiêu Vương cười lớn, kẻ thích phô trương thanh thế, ngươi tốt nhất hãy có bản lĩnh đó. Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng vải vóc bị xé rách. Tinh đồ bao phủ cả màn đêm bị xé toạc ra từ giữa. Tinh văn hình thành từ hồ đài đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, nối liền trời đất, tạo thành những bức tường ánh sao, cố gắng chống đỡ tinh đồ đang bị xé rách. Ban đầu, tinh văn xuất hiện để bù đắp vết nứt do Chiêu Vương gây ra, nhưng giờ đây lại tự nhiên kết thành trận thế, như thể bản thân Chiêu Vương cũng là một phần của trận pháp này. Thế là, sức mạnh của trời đất cuồn cuộn tràn tới, vây hãm Chiêu Vương. Tinh quang từ trên trời buông xuống từng sợi, tinh tường từ mặt đất mọc lên từng lớp. Mọi quy tắc đều bị phá vỡ rồi tái tạo lại. Trời long đất lở, không gian thời gian đảo lộn, ngũ hành nghịch chuyển, chân thật hóa hư ảo. Đó chính là cửu thiên tinh hóa quy hư trận. Trận pháp này khi đạt đến cực điểm, thậm chí có thể phá giải cả đạo của chân quân. Thế mà Nguyễn Tù lại dễ dàng bày ra trận pháp này, không chút gợn sóng. Từ lúc ra tay đến giờ, mỗi bước đi của Nguyễn Tù đều được tính toán kỹ lưỡng. Dường như sau mỗi hành động,
ông đều để lại vô số hậu chiêu, khiến người ta không kịp trở tay, khó lòng đoán trước. Nếu bàn về tính toán, vị chân quân quái đạo này còn sợ ai nữa chứ? Luật lệ khủng khiếp chạm vào thân thể, bên ngoài thân thể Chiêu Vương ẩn hiện sấm sét xanh như rồng rắn quấn quanh. Đó không phải là thuật pháp cường đại gì, mà là phản ứng của thân thể khi chịu đựng sức mạnh của trận pháp. Hắn ngồi nhìn Nguyễn Tù mở trận sát, chỉ đưa tay ra. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Ở đáy hổ đài tinh văn, rõ ràng có một vật to lớn bị rung chuyển. Các quy tắc thế giới xung quanh đã vỡ vụn theo từng mảnh. Chiêu Vương lại chống lại thế công của Nguyễn Tù, muốn cưỡng ép lấy đi Tư Huyền Địa Cung. Thật tự phụ, thật cường hoành. Lý do hắn lựa chọn như vậy, trước hết đương nhiên là dựa trên cơ sở thực lực khủng bố, hắn quả thực có thể chống đỡ được. Thứ hai, hắn không thể ở đây dây dưa với Nguyễn Tù lâu, bởi vì các cường giả khác của Tề Quốc sẽ đến bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do tại sao trước đó hắn không chọn cách tốn nhiều công sức hơn để giết chết Sư Minh Thành và Tô Quan Doanh ngay tại chỗ. Lấy được Tư Huyền Địa Cung, chuyến đi này là thắng lợi. Không mang được Tư Huyền Địa Cung đi, dù có giết Sư Minh Thành và Tô Quan Doanh, chuyến đi này cũng là thất bại. Cho nên hắn bất chấp chuyện thân thể bị tổn thương, cũng phải làm việc này. Đương nhiên, mức độ tổn thương của thân thể hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, có thể chịu đựng được. Đối với việc Nam Cương có ẩn giấu cường giả chân quân của Tề Quốc hay không, hắn đương nhiên cũng đã từng suy đoán. Lý do vẫn hành động là bởi vì hắn có tự tin, cho dù kết quả xấu nhất như vậy thực sự xuất hiện, hắn cũng có thể đạt được mục tiêu. Chính xác là Tề Quốc có cường giả cấp chân quân tọa trấn, cho nên ngược lại càng không thể ngờ tới mưu đồ của hắn đối với Tư Huyền Địa Cung. Tư Huyền Địa Cung chôn sâu dưới lòng đất, nằm dưới hổ đài, lại liên quan đến vạn dặm Nam Cương. Bước đầu đã hình thành mối quan hệ chặt chẽ với phủ tổng đốc Nam Hạ. Nếu để vài năm nữa, đến khi Nam Cương chính trị thông suốt, lòng người quy thuận, việc lấy Tư Huyền Địa Cung cũng giống như lấy Nam Hạ tổng đốc phủ, còn phải giao đấu với quốc thế Nam Cương trước. Tính như vậy, hôm nay quả là cơ hội ngàn năm có một. Nguyễn Tù thở dài một tiếng, quả không hổ là Chiêu Vương, tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, bao nhiêu hào kiệt muốn giết ngươi mà không giết được. Ta quả thực không ngăn được ngươi. Nhưng mà... Các bạn vừa nghe xong tập 214 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.